Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 82. Hai nơi không quá xa nhau, chỉ trong chốc lát, anh đã đáp xuống đại điện vương cung. Lúc này, trong vương cung Kim Ưng có một đám tu sĩ đang giằng co với thị vệ vương cung. Nhưng thực lực của cấm vệ không bì được tu sĩ, khí thế không đủ. Ngô Bình nhìn thấy cảnh này cũng chẳng quan tâm, tiến thẳng đến triều đường. Lúc này các quan đang bàn tán xôn xao, một quan viên nêu ý kiến với quốc vương Vu Kiên. Bệ hạ, Tà Thần Tông rất mạnh, tông chủ là bán bộ thiên tiên. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ, chỉ bằng đồng ý với yêu cầu của họ, như vậy đôi bên đều có lợi. Vu Kiên ngồi trên triều đường, giận xanh mặt, lạnh lùng bảo Tà Thần Tông ức hiếp người khác quá đáng, muốn cướp đi quốc khố. Điều kiện như vậy mà cũng đồng ý thì quốc vương như chấm còn gì là uy tín. Dứt lời, anh ấy liền trông thấy Ngô Bình, vội đứng dậy nghênh đón anh. Ngô Bình hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Những người bên ngoài là ai? Vu Kiên thở dài, anh à, quốc vương như em đúng là vô dụng. Bọn họ thuộc Tà Thần Tông, bảo là muốn luyện chế đàn tế, cần nhiều vật liệu, nên mới đến nước Kim Ưng tìm kiếm, còn đòi vào quốc khố tìm vật liệu. Thật vô lý, ức hiếp người khác quá đáng. Ngô Bình không hề gấp gáp, chỉ hỏi, Tà Thần Tông này có lai lịch thế nào? Họ cần đàn tế làm gì? Vu Kiên đáp, Tà Thần Tông sùng bái một tà thần. Họ tu hành nhờ sức mạnh của tà thần, năng lực rất mạnh. Lần này họ xây đàn tế chính vì muốn triệu hồi hóa thân tà thần. Ngô Bình chợt nghĩ đến thần Hắc Thiên, tà thần này chắc hẳn cũng giống thần Hắc Thiên, muốn đến thế giới này để hấp thụ sức mạnh tín ngưỡng. Anh thản nhiên rằng, một đám tiểu nhân ngang ngược, không đáng nhắc đến. Anh sẽ đi bắt chúng lại ngay. Dứt lời, anh sải bước đi đến khoảng đất trước đại điện. Người của hai bên vẫn đang giằng co, người của Tà Thần Tông vô cùng hung hăng, la hét ầm ĩ, gã tóc xoăn trong số chúng chính là kẻ hung hãn nhất. Dưới chân gã là thi thể của năm thị vệ vương cung đang nằm la liệt, tay phải còn đang cầm một quả tim đẫm máu. Tôi đếm đến 10, nếu còn không mở quốc khố, tôi sẽ bắt quốc vương của các người, sau đó hiến tế cho Tà Thần ba mắt, gã hung dữ nói. Chát! Một bàn tay không biết từ đâu giáng xuống, tát gã ngã xuống đất. Sau đó một bàn chân đạp lên ngực gã, sức ép khủng khiếp ấy khiến gã không thở nổi, cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều vỡ nát. Xin anh tha mạng, cảm nhận được sự đe dọa của cái chết, gã hung hãn ấy phải gào lên cầu xin. Ngô Bình cười khẩy, quốc vương của anh em kết nghĩa của tôi. Dám ức hiếp cậu ấy, các người chán sống rồi à? Ngô Bình ngẫm nghĩ một lúc, đeo mặt nạ Hắc Thiên vào rồi trao đổi với thần Hắc Thiên. Thần Hắc Thiên, người từng nghe nói về Tà Thần ba mắt chưa? Thần Hắc Thiên lộ ra thân mình cao to, cười khẩy, Tà Thần ba mắt. Chỉ là một tên thần vặt vãnh, ta chỉ cần một hơi cũng đủ giết chết thứ còn con ấy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Rồi hắn nói tiếp, có điều, ba mắt không phải kẻ mà ngươi có thể đối phó. Thực lực của kẻ đó ngang ngửa bán bộ kim tiên. Ngô Bình đáp, hiểu rồi. Cởi mặt nạ ra. Anh nói với gã kia, liệt kê những vật liệu cần thiết để xây đàn tế, tôi sẽ thu thập giúp anh. Đối phương ngẩn ra, thu thập giúp chúng tôi. Ngô Bình đáp, đúng vậy, tôi sẽ giúp các anh. Tuy cảm thấy vô cùng khó hiểu, gã vẫn đưa một tờ danh sách cho anh. Ngô Bình nhìn qua rồi nói, các anh về trước đi. Đến khi thu thập đủ vật liệu, tôi sẽ sai người gửi cho các anh. Người của Tà Thần Tông rời đi trong vẻ khó hiểu, Ngô Bình trở lại đại điện. Thấy mấy quan viên khuyên đầu hàng đang quỳ dưới đất, mặt mũi tái nhợt. Vu Kiên lạnh lùng nói, người đâu, lôi ra chém. Không khẩn cầu cũng chẳng ai cầu xin thương tình, hiện giờ Vu Kiên đã có chỗ dựa Ngô Bình, năng lực rất mạnh, không một ai dám thách thức quyền uy của anh ấy nữa. Anh lợi hại quá, Vu Kiên cười nói, trước mặt anh, bán bộ thiên tiên cũng chẳng khác gì run rế. Ngô Bình bảo, lũ vô dụng, không đáng nhắc đến. À phải, anh sẽ giúp em diệt trừ Tà Thần Tông này. Vu Kiên xứng người, diệt trừ ư. Ngô Bình gật đầu, anh phải giết một vị thần. Thực lực của Tà Thần này không quá mạnh, nhưng có thể dùng đến. Vu Kiên không dám nói năng gì nữa, Ngô Bình muốn giết thần ư. Ngô Bình cũng chẳng giải thích nhiều, hai thế lực còn lại của nước Kim Ưng có biết điều không? Vu Kiên đáp, hiện tại vẫn chưa có xung đột gì mấy. Nếu anh giúp em diệt trừ Tà Thần Tông, bọn chúng tất nhiên sẽ không dám chống đối em nữa. Nói đến đây,
anh ấy mới bảo, anh này, phía nam nước Kim Ưng là nước xích quỷ, phong thái dũng mãnh. Trước đó, giữa hai nước là khu rừng nguyên sinh bạt ngàn, không có quan hệ gì với nhau. Nhưng một tháng qua, binh lính của nước xích quỷ đã băng qua cánh rừng và quấy nhiễu biên giới Kim Ưng, cướp giật tài sản, cướp phụ nữ và trẻ em. Nước xích quỷ rất mạnh, nếu không cần thiết, nước Kim Ưng không hề muốn xung đột với họ. Ngô Bình hỏi, phía em không ngăn chặn ư? Phu Kiên đáp, trước đó em từng phái người ngăn chặn, nhưng trong nhóm người kia có vài cao thủ rất mạnh, người của bọn em không phải đối thủ. Sau khi thiệt hại một số nhân lực, em cũng đành từ bỏ. Ngô Bình gật đầu, bên cạnh em phải có cao thủ mới được. Phu Kiên cười khổ, đào tạo cao thủ quá khó. Với số tài nguyên ít ỏi ở Kim Ưng, dù có cao thủ cũng không nuôi nổi. Đây chính là nỗi đau của nước nhỏ. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi lấy một chiếc nhẫn ra. Đây là chiếc nhẫn được anh cắt từ hổ phách, bên trong chứa rất nhiều vật tư quân sự, đủ để trang bị cho 3 vạn tinh binh. Bùa chú, cung tên, áo giáp trong nhẫn đều được chế tác tinh xảo, gần như không kém cạnh trang bị dành cho tiên binh của tiên đình. Kiên à, em có thể dùng số trang bị này cho binh lính vũ trang. Có những thứ này rồi, có lẽ các quốc gia và môn phái bình thường sẽ không dám động vào em nữa. Sau khi nhìn rõ những món trong nhẫn, Phu Kiên cảm mừng, anh ơi, những thứ này quý giá quá, em không biết lấy gì báo đáp. Ngô Bình cười nói, chúng ta là anh em, có phúc cùng hưởng, khách sáo làm gì. Rồi anh nói tiếp, anh đã ở đây rồi thì sẽ đi đến phía nam một chuyến, đến nước xích quỷ xem thử tình hình. Phu Kiên rất vui, có anh xuất trận, những kẻ đó chắc chắn sẽ biến thành tro bụi. Ngô Bình giúp đỡ Phu Kiên như vậy không chỉ vì anh ấy là anh em kết nghĩa, mà còn vì nước Kim Ưng ở cạnh Hưng Long, tương đương với bức màn che chở và khu vực an toàn của Hưng Long. Một khi nước xích quỷ có xung đột với Kim Ưng, chắc chắn cũng sẽ đe dọa đến Hưng Long, vậy nên anh buộc phải ra tay. Hàn huyên được vài câu, Ngô Bình khởi hành đến biên giới phía nam của Kim Ưng. Diện tích nước Kim Ưng không quá lớn, nhưng vẫn lớn hơn nhiều so với diện tích nước Viêm Long ngày trước. Phía nam nước Kim Ưng là một cánh rừng nguyên sinh, trong rừng ẩn nấp nhiều thú dữ, rất ít người vào. Quận cực nam của nước Kim Ưng là quận An Lạc, tuy quận An Lạc nằm ở phía nam nhưng mưa nhiều, là quê hương của gạo và cá, người đẹp vô số. Nước Kim Ưng có một câu nói, An Lạc sản sinh người đẹp từ xa xưa. Quận An Lạc khá dài và hẹp, phía tây là hồ Ma Long, phía đông là núi tuyết Song Long, phía nam có rừng nguyên sinh, nên nơi này vô cùng yên vui. Người dân có cuộc sống đầy đủ cơm ăn áo mặc. Thái thú quận An Lạc nhận được phi thư của quốc vương nên đã ở thành An Lạc để nghênh đón Ngô Bình từ sớm. Thái thú và tùy tùng còn chưa đứng vào vị trí thì một tia chớp đã từ trên trời giáng xuống, Ngô Bình xuất hiện trước mặt họ. Thế là thái thú quận An Lạc vội vã quỳ xuống, phúc trường linh kính chào trấn quốc vương. Ngô Bình liếc nhìn vị thái thú này, độ 40 tuổi, mặc áo đỏ tươi, phủ phục dưới đất. Mời thái thú Phúc đứng dậy, anh nói. Lúc này Phúc Trường Linh mới đứng lên, vương gia, bệ hạ đã gửi phi thư đến, nói rằng vương gia muốn giết bọn giặc phía nam. Ngô Bình đáp, ta chỉ muốn đến xem thử, nếu chạm mặt thì tiện tay giải quyết. Phúc Trường Linh cảm mừng, mời vương gia đến phủ ạ. Sau khi ra khỏi tường thành, họ lên xe ngựa, ngựa được dùng là Tử Long Câu, giống ngựa nổi tiếng của An Lạc, một con tuấn mã có thể đi hàng nghìn dặm trên đất liền. Là phương tiện đi lại đắt đỏ nhất trong dân gian. Xe ngựa chậm rãi di chuyển, Ngô Bình nhận thấy người dân ở đây sống rất tự tại, đường xá sạch đẹp, tấp nập người qua lại, giao thương phồn thịnh. Chắc hẳn vị thái thú họ Phúc này rất giỏi quản lý, là quan tốt. Ngô Bình hỏi, thái thú à, bao lâu bọn chúng mới quấy nhiễu một lần? Phúc Trường Linh đáp, cách vài ngày sẽ đến một lần, chủ yếu là cướp lương thực và vải vóc, cả đồ trang sức và những cô gái trẻ tuổi nữa. Ngô Bình hỏi tiếp, ta đã xem qua khu rừng nguyên sinh kia, bên trong rất nguy hiểm. Bọn chúng làm sao băng qua được cánh rừng ấy vậy? Phúc Trường Linh nói, tôi cũng cảm thấy rất khó hiểu, hiện vẫn chưa tra ra manh mối. Có điều, sau khi phái người đi điều tra, tôi phát hiện đại quân của nước xích quỷ đã đóng quân trong rừng. Ngô Bình ngạc nhiên, ồ, bọn chúng đóng quân trong rừng ư? Vì sao? Phúc Trường Linh đáp, tôi đoán có thể nước xích quỷ làm vậy vì ám nguyệt nữ vương. Ngô Bình thấy hứng thú, ám nguyệt nữ vương. Phúc Trường Linh nói, ở nước Kim Ưng chúng tôi, thi thoảng lại có vài thợ săn bạo gan đến rừng nguyên sinh săn bắn, nếu may mắn sẽ gặp một số người ở trong đó.
Các thợ săn truyền miệng rằng trong rừng có một bộ lạc Ám Nguyệt thần bí sinh sống. Thủ lĩnh của họ được tôn làm Ám Nguyệt nữ vương. Nghe nói nữ vương xinh đẹp cực kỳ, là người phụ nữ đẹp nhất thế gian, bảo vệ con dân của mình. Bộ lạc Ám Nguyệt có một báu vật tên là nước suối bất lão. Nghe nói uống nước này vào sẽ có thể trường sinh bất lão, tăng cường sức mạnh. Vì vậy, người của bộ lạc này có năng lực rất mạnh. Bọn họ đều là những kẻ săn bắt đỉnh cấp. Dĩ nhiên, đây đều là truyền thuyết, cụ thể hơn thì tôi không biết nhiều. Ngô Bình ướm hỏi, vậy nên thái thú cảm thấy những người kia vào rừng vì Ám Nguyệt nữ vương. Phúc Trường Linh đáp, nước xích quỷ có thực lực vượt xa nước kim ưng. Nếu không có lợi ích to lớn, họ sẽ không dẫn quân binh vào rừng. Tôi đoán họ đến đây cướp bóc để bổ sung quân nhu. Ngô Bình gật gù, ra là vậy. Đến phủ thái thú, Ngô Bình vừa xuống xe ngựa đã nhìn thấy hai thanh niên một nam, một nữ đứng trước cửa. Nam thì độ 20 tuổi, nữ thì chưa đến 20. Phúc Trường Linh vội giới thiệu, vương gia, đây là con trai Phúc Khang và con gái Phúc Dung của tôi. Phúc Khang và Phúc Dung đều có tu vi khá cao. Phúc Khang là tu sĩ cảnh giới thần hóa, Phúc Dung vừa trải qua lôi kiếp. Có thể thấy hai anh em họ đều có tư chất tốt. Cả hai lễ độ tiến đến hành lễ, ngoài miệng gọi vương gia, song ánh mắt lại chẳng có vẻ tôn trọng. Người tu hành đều vậy, chức quan của anh có to cách mấy mà tu vi thua kém tôi thì tôi cũng xem thường anh thôi. Trong mắt người tu hành là lớn nhất, quý tộc hay hoàng thân quốc thích gì đó đều không quan trọng bằng tu hành. Ngô Bình vẫn đang ở cảnh giới kết thai, ngay cả linh hồn sơ sinh còn chẳng có, cảnh giới tất nhiên không sánh bằng hai người họ. Anh cũng chẳng làm quen gì với hai người này, theo chân Phúc Trường Linh đến phòng khách. Phúc Trường Linh sai người bưng lên loại trà tốt nhất và hoa quả quý nhất, sau đó hàn huyên cùng anh. Phúc Trường Linh cười nói, vương gia, nghe một vài người bạn trong triều kể rằng ngài đã một mình chém chết hổ yêu càn quấy một phương. Ngô Bình biết Phúc Trường Linh cũng nhận ra cảnh giới của anh không quá cao, lo rằng năng lực của anh không đủ. Câu này ngoài mặt là khen anh, nhưng thật ra là một sự chất vấn. Anh mỉm cười, ta tu luyện cực trí địa tiên, cảnh giới thăng cấp hơi chậm, nhưng năng lực không kém thiên tiên. Về chuyện này, thái thú cứ yên tâm. Phì! Đột nhiên Phúc Dung không nén được tiếng cười, sau đó biết mình đã gây họa nên vội vã cúi đầu. Phúc Dung rất xinh, là một người đẹp hoàn hảo. Phúc Trường Linh cả giận, Phúc Dung, ta đang nói chuyện với vương gia, vì sao con lại cười như vậy? Thật vô lễ, đi ra ngoài, úp mặt vào tường 3 ngày. Phúc Khang thương cô em gái này nhất, cậu ta là người anh tuấn chính trực, bèn cao giọng đáp, cha à, Tiểu Dung nghe được chuyện buồn cười nên mới không nhịn được cười, sao lại có tội ạ? Cha không nên phạt em ấy. Hỗn xược, Phúc Trường Linh tức giận đứng dậy, định đi đến đánh cậu con trai. Ngô Bình kéo ông ấy lại, cười bảo, thái thú, không sao đâu. Người trẻ tuổi cảm thấy ta khoác lác cũng là chuyện bình thường. Suy cho cùng thì với kiến thức của họ, có những chuyện sẽ không tài nào hiểu thấu. Câu nói này đã xúc phạm đến Phúc Khang. Cậu ta tiến đến hành lễ, vương gia, những người sống ở nơi nhỏ bé như chúng tôi có vốn kiến thức hạn hẹp, ngài có thể cho tôi biết làm cách nào để địa tiên đánh thắng thiên tiên hay không? Đúng vậy, trong mắt Phúc Khang, thậm chí tất cả tu sĩ của nước Kim Ưng này, cảnh giới đại diện cho thực lực. Ví dụ như địa tiên Long Môn chắc chắn có thể trấn áp địa tiên thần hóa, địa tiên bất tử tất nhiên sẽ áp chế địa tiên động thiên. Sở dĩ như vậy là vì xưa nay bọn họ luôn tu hành theo từng bước một, không ai có thể đạt tới cực hạn, cũng chẳng ai có thể đi sâu thăm dò ở một cảnh giới nào đó. Nếu có người làm được thì chắc chắn sẽ không ở lại một nơi nhỏ bé như nước Kim Ưng. Phúc Trường Linh giận dữ quát, câm miệng. Vương gia làm gì có thời gian để nói với con những chuyện này. Lui xuống. Ngô Bình cười bảo, không sao, ta cũng đang rảnh rỗi, chỉ bằng tìm chút chuyện để làm. Anh hỏi Phúc Khang, cậu đã đạt cảnh giới Long Môn, vậy có biết Long Biến hay không? Phúc Khang ngẩn ra, Long Biến, đó là gì? Ngô Bình nói, Long Biến là thứ quan trọng của cảnh giới Long Môn, chỉ có Long Biến mới có thể thay ra đổi thịt. Tất nhiên, hầu hết tu sĩ đều chỉ đi qua giai đoạn này chứ không biết đến Long Biến. Phúc Dung chớp mắt hỏi, vương gia, ngài chưa phải là địa tiên Long Môn nhỉ? Ngô Bình đáp, ta vừa ngưng tụ thai thần, còn cách một quãng nữa mới đến cảnh giới Long Môn. Phúc Dung bĩu môi, ngài chưa đạt đến cảnh giới Long Môn, sao lại biết rõ như vậy? Ngô Bình nói, thế bàn về cảnh giới Linh Biến đi.
hai cô cậu đều trải qua cảnh giới linh biến rồi, cảm thấy cảnh giới linh biến là trạng thái thế nào? Phúc Khang đáp, linh biến chính là biến năng lượng thành vật thật. Ngô Bình bảo, nói chính xác hơn, là tinh thần can thiệp vào vật chất. Cậu có biết mức độ can thiệp vào vật chất của tinh thần có thể đạt đến mức độ nào không? Phúc Khang không đồng tình, chỉ là vật chất hóa năng lượng thôi mà, còn có gì khác nữa ư? Nói đoạn, cậu ta liền vung tay lên, trong không trung xuất hiện một thanh trường kiếm. Đây chính là kiếm do cậu ta ngưng tụ từ pháp lực, là một chiêu của linh biến. Ngô Bình bảo, cái này chỉ là trò còn con thôi. Tu sĩ linh biến cự phách còn có thể chuyển hình đổi bóng, lên 9 tầng mây đoạt trăng, xuống âm ti bắt ma quỷ. Cơ thể tu sĩ linh biến có thể cao lớn đến mức đội trời đạp đất, cũng có thể nhỏ bằng hạt bụi li ti. Khi họ hành động, sông núi có thể thay đổi, trăng sao không còn soi sáng, quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Phúc Khang không nhịn được cười, theo cách nói của vương gia, tu sĩ linh biến há chẳng phải còn giết được hư tiên ư. Có thể sao? Ngô Bình cười, nếu cậu đã khiêm tôn xin chỉ dạy, tất nhiên ta sẽ cho cậu mở mang tầm mắt. Dứt lời, anh đột nhiên biến thành một tia chớp, trong nháy mắt đã vút lên bầu trời thành An Lạc. Ầm. Đất trời rung chuyển, trong tích tắc Ngô Bình đã biến thành người khổng lồ vạn mét, quanh người tỏa ra thần quang, tiên khí lượn lờ, khí thế như muốn nuốt chửng núi sông, trấn áp tám phương. Sức ép khủng khiếp đó không hề thua kém thần tiên. Phúc Khang sững sờ ngồi phịch xuống đất, thốt lên, sao lại có thể như thế? Lúc này, Ngô Bình phất tay một cái, sấm sét rền vang, cả quận An Lạc liền đổ mưa. Anh phất tay lần nữa, mưa tạnh gió ngừng, tiết trời quang đãng, cầu vồng xuất hiện trên bầu trời, đẹp vô ngần. Ngô Bình cười nói giữa không trung, ta đã hiện ra chân thân, chi bằng làm chút chuyện tốt cho người dân An Lạc. Phúc Trường Linh, ở đây có công trình thủy lợi cần ta giúp đỡ không? Phúc Trường Linh vội đáp, vương gia, phía tây có một dãy núi cao hiểm trở, giao thông bất tiện, thương nhân của chúng tôi đến phía tây làm ăn đều phải đi rất lâu. Ngô Bình bay đến một vùng núi, quả nhiên ở đây đất đai cằn cỗi, vô cùng hoang vu, ngay cả thực vật cũng rất ít. Anh nhấc chân đá một cái, dãy núi lần lượt vỡ vụn, trong nháy mắt biến thành một con đường rộng vài chục dặm, dài mấy trăm dặm. Phúc Trường Linh quá đỗi sững sờ, vội vàng nói thêm một số công trình cầu đường thủy lợi. Sau đó Ngô Bình giúp họ đào kênh, xây đập chứa nước, đổi đường sông, rời non lấp bể. Đây đều là những công trình khổng lồ, nhân lực thi công nếu nhanh thì mất 5 năm, lâu thì cả trăm năm mới có thể hoàn thành. Nhưng Ngô Bình chỉ mất một lúc đã làm xong những chuyện này rồi. Một tia chớp trở lại viện, Ngô Bình đã quay về. Phúc Khang và Phúc Dung kinh hãi đến mức cùng quỳ rạp xuống đất, run rẩy hô lên, chúng tôi có mắt không tròng, không biết chân nhân. Mong vương gia thứ tội. Ngô Bình cười nói, không sao, người không biết không có tội. Phúc Dung tỏ vẻ ngưỡng mộ nói, vương gia, chờ người thành tu sĩ địa tiên động thiên hoặc đoạt thiên rồi thì sẽ đấu ngang cơ được với chân tiên ạ. Ngô Bình, thật ra chân tiên và địa tiên không chia ra cảnh giới nào cao hơn, thấp hơn. Cô có thể hiểu là hai cái đi trên hai con đường khác nhau, đương nhiên tu sĩ địa tiên đột phá lên chân tiên xong thì sẽ mạnh hơn. Phúc Dung ngẩn ra. Lần đầu tiên cô ấy nghe thấy cách giải thích này. Ngô Bình cười đáp, so với thiên tiên thì kim tiên thuộc trạng thái thứ ba của sinh mệnh, nếu địa tiên muốn được gọi là kim tiên thì phải khôi phục huyết mạch chân nhân thái cổ. Anh không giải thích nhiều nữa mà nói, thôi hai người lui xuống đi, tôi có chuyện cần nói với Thái Thú Phúc. Hai người kia không dám hỏi tiếp mà lui ra ngay. Phúc Trường Linh, vương gia, người có gì dặn dò ạ? Ngô Bình, khi nào người của nước Xích Quỷ lại đến xâm lược tiếp, tôi sẽ ra tay bắt họ, sau đó tra hỏi vị trí nơi đóng quân rồi đích thân đến đó xem sao. Phúc Trường Linh gật đầu, vâng, tôi sẽ cho người canh ở biên giới, nếu có chuyện gì thì sẽ báo cho vương ra ngay. Ngô Bình gật đầu, sau đó vào một phòng khác tu luyện để tránh bị người khác làm phiền. Loáng cái đã sang ngày thứ hai, mặt trời vừa ló dạng thì đã có người đến bẩm bảo, Phúc Trường Linh vội gõ cửa nói, vương ra. Quân của nước Xích Quỷ lại đến rồi ạ. Một tia sáng lao ra khỏi phủ thái thủ, một lát sau nó đã đáp xuống gần biên giới. Lúc này, đang có một đoàn quân khoảng hơn 400 người đang tiến đánh tường thành của huyện. Bọn họ đều mặc khôi giáp màu đỏ đen, dáng người cao hơn 2 mét, tóc màu đỏ, mắt màu xanh lục, vừa nhìn đã biết là người man di mọi dợ. Họ cầm cái gậy dài hơn 3 mét và nặng cả nghìn câu rồi thi nhau bổ xuống tường thành,
làm tường thành vỡ cả mạng lớn. Huyện này có tên là Hoán Hoa, trong huyện có rất nhiều loại hoa, dân số khoảng hơn 400.000 người, nếu tường thành bị đổ thì các người dân vô tội trong thành sẽ gặp nạn. Các chiến sĩ và tướng trên tường thành đang liều mình chiến đấu với quân của nước Xích Quỷ, song thực lực hai bên cách xa nhau nên huyện Hoán Hoa đã thiệt hại nặng nề. Quỳnh! Bỗng có một tia chớp chiếu xuống, các tinh binh của nước Xích Quỷ đều bị đánh ngã rồi tắt thở, da thịt thì nát bét. Hơn trăm tinh binh đang leo lên tường thành cũng bị hạ gục nhanh chóng, người ra tay chính là Ngô Bình. Anh liếc nhìn thì thấy có một vị tướng quân cưỡi trên một con sói xám khổng lồ đang ở dưới chỉ huy tấn công thành. Anh đáp xuống rồi vung tay lên, hàng nghìn đường kiếm bay ra, lập tức tiêu diệt đội quân của nước Xích Quỷ, chỉ còn lại mỗi vị tướng quân cưỡi sói sống sót. Phập! Đầu con sói bị chém đứt lìa, vị tướng quân kia hoảng sợ rồi bay lên cao, nhưng đã bị Ngô Bình túm cổ. Tướng quân này cao 3 mét rưỡi, vì thế Ngô Bình hơi khó tóm gã, do đó anh nhanh chóng biến gã thành một tên lùn có 1,5 mét. Tướng quân kia biến sắc mặt, cho gì thế này? Quân lính thủ trên tường thành đều hò reo ăn mừng. Ngô Bình nhìn vị tướng quân kia rồi hỏi, nước Xích Quỷ các người chạy đến rừng Nguyên Sinh làm gì? Vị tướng quân kia đã sợ mất mật nên nói ngay, thượng tiên tha mạng, xin đừng giết tôi. Ngô Bình, tôi không giết anh, nhưng anh phải trả lời câu hỏi của tôi. Tướng quân, vâng, nước Xích Quỷ nhận được tin tình báo là nữ vương Ám Nguyệt đã bị thương nặng, hơn nữa tất cả mọi người ở tộc Ám Nguyệt đều trúng chất độc mãn tính và mất lực chiến đấu. Vì thế chúng tôi mới muốn chiếm địa bàn của Ám Nguyệt để cướp của cải và nước suối bất lão. Ngô Bình, nữ vương Ám Nguyệt bị thương nặng ư, ai làm? Gã đáp, tôi cũng không biết, đây là tin mật. Ngô Bình, các người đã làm được gì chưa? Tướng quân, chưa ạ, tuy Ám Nguyệt bị trúng độc nhưng thực lực vẫn rất mạnh, cung tiễn thủ của họ bắn bách phát bách chúng nên chúng tôi không thể đến gần. Điều phiền nhất là các cây thành tinh mà họ trồng đã gây cản trở lớn cho chúng tôi. Tính đến nay thì chúng tôi đã thiệt hại mất mấy trăm nghìn quân rồi. Ngô Bình, đúng là vũ ăn hại, bên kia đã bị trúng độc rồi mà vẫn không đánh lại được. Gã nói, thượng tiên nói đúng, chúng tôi toàn lũ ăn hại thôi ạ. Ngô Bình, thế là các người không thể chiếm được nơi đó đúng không? Gã nói, quốc vương của chúng tôi đã quyết định phóng hỏa, lửa bùng lên thì cả khu rừng đều bị thiêu hái, các cây thành tinh đương nhiên cũng không cầm chân chúng tôi được nữa. Ngô Bình cau mày, phóng hỏa ư, chỉ cần một ngọn lửa bùng lên là cháy cả khu rừng rồi, kế hay quá nhỉ. Tướng quân, tại cũng hết cách rồi ạ, nhưng bộ lạc Ám Nguyệt biết tin chúng tôi định phóng hỏa nên cũng đang lo lắm. Ngô Bình, đưa tôi đến bộ lạc đấy. Tướng quân, vâng, để tôi dẫn đường. Ngô Bình chào các chiến sĩ một tiếng rồi dẫn tướng quân của nước Xích Quỷ bay lên cao. Họ vừa bay được một đoạn thì thấy có một màn sương màu xanh xuất hiện ở phía trước. Màn sương này rất lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối, tướng quân kia nói, thượng tiên, ở đây ạ. Bộ lạc Ám Nguyệt nằm trong màn sương này, họ chẳng bao giờ thấy ánh sáng, mà quanh năm sống dưới màn sương mù. Ngô Bình giơ tay bắt lấy một ít sương rồi đưa lên mũi ngửi, sau đó tỏ vẻ ngạc nhiên nói, có mùi thơm của thuốc, không phải sương mù bình thường. Tướng quân, thượng tiên, bên dưới màn sương này là bộ lạc Ám Nguyệt rồi, tha mạng cho tôi được không ạ? Ngô Bình nói, tôi không giết anh, nhưng cũng không tha dễ vậy được. Anh vừa nói dứt câu, vị tướng quân kia đã bị thu lại nhỏ xíu, tu vi cũng biến mất. Gã gào thét thảm thiết, nhưng đã bị Ngô Bình ném vào trong rừng. Trong rừng có rất nhiều côn trùng độc và thú dữ, gã có sống sót được hay không thì phải nhờ vào vận may. Sau đó, anh bay vào trong màn sương, dược lực ở đây có ảnh hưởng rất mạnh với người ở bên ngoài vào. Nó thấm vào da thịt của người rồi sinh ra tác dụng gây mê. May mà Ngô Bình có thể chất mạnh nên dược lực không thể ngấm vào người anh, vì thế anh không bị ảnh hưởng gì. Anh chậm chậm đáp xuống, khi sắp đáp xuống một ngọn cây thì có một tiếng động vang lên, một mũi tên bắn thẳng qua mắt trái của anh. Cheng! Ngô Bình nhắm mắt lại, vậy trên mi mắt đã đánh bật mũi tên ra. Vù vù! Tiếp tục có thêm nhiều mũi tên khác bay đến. Nhưng Ngô Bình chỉ vung tay lên một cái thì chúng đã dừng lại trong không khí, không thể áp sát anh. Anh nói, tôi không phải kẻ địch, mà là vương gia của nước Kim Ưng đến để hỗ trợ các người đối phó với nước Xích Quỷ. Các mũi tên không còn bay đến nữa, một giọng nói êm tai cất giọng hỏi, anh hãy chứng minh mình không phải người xấu.
Ngô Bình cười nói, nếu tôi là người xấu thì các người chết lâu rồi. Dứt lời, anh thi triển kiếm vực, loáng cái tất cả mọi người trong phạm vi vài chục cây em không thể cử động. Có mấy bóng người bay ra từ tán cây, bốn cô gái trông đều khoảng 20 tuổi, họ mặc áp giáp màu đỏ, đi giày da, cùng buộc tóc đuôi ngựa. Bọn họ đều có vòng eo nhỏ và đôi chân thon dài, dáng người vừa mềm mại vừa mạnh mẽ, động tác cũng nhanh nhẹn dứt khoát, nhưng không kém phần đẹp mắt. Trông thấy bốn cô gái đó, Ngô Bình cũng phải ngẩn ngơ một lát, họ có nét đẹp sắc sảo và hoang dã nên mang lại một cảm giác mới lạ cho đàn ông. Ngô Bình kẽ gật đầu với họ rồi nói, chào các cô là chiến sĩ của bộ lạc Ám Nguyệt à? Một cô gái có đôi mắt xám nhìn chằm chằm Ngô Bình rồi hỏi, anh bảo mình là vương gia của Kim Ưng ư? Ngô Bình gật đầu, đúng thế, dạo này nước xích quỷ thường xuyên đến biên giới của chúng tôi để cướp bóc. Nước Kim Ưng cử tôi đi điều tra thì tôi mới biết bộ lạc Ám Nguyệt đang gặp chuyện. Người ta có câu kẻ thù của kẻ thù thì là bạn, nước Kim Ưng quyết định cử tôi đến hỗ trợ các cô chống lại nước xích quỷ. Cô gái nói, thực lực của anh rất mạnh, nhưng chúng tôi biết nước Kim Ưng rất nhỏ, sao có thể có một cao thủ như anh được. Ngô Bình cười nói, đúng thế, nhưng quốc vương của Kim Ưng là anh em kết nghĩa của tôi là anh thì phải giúp chứ. Cô gái, chúng tôi đang gặp khó khăn. Cảm ơn anh đã đến giúp, tôi là Hàn Tinh đội trưởng của đội 1. Ngô Bình, Ngô Bình. Hàn Tinh, mời anh đi theo tôi. Ngô Bình đi theo bốn cô gái bay tới một khe hở không gian ở giữa rừng, họ bay một lúc thì nhìn thấy có một căn nhà gỗ ở phía trước. Căn nhà này rất lớn, được xây trên một cây đại thụ có diện tích hơn chục nghìn mét vuông, có thể chứa hơn 100 chiến sĩ ở bên trong. Hàn Tinh mời Ngô Bình vào một căn phòng rồi nói, tôi sẽ cho người đi thông báo với nữ vương, anh chờ một chút. Hàn Tinh vừa đi không lâu thì đã quay lại, sau đó sai người mang trà nước lên cho Ngô Bình. Trà ở đây có màu xanh nhạt và có mùi thơm thoang thoảng, Ngô Bình ngửi rồi khen, trà ngon. Hàn Tinh, vương gia Ngô, đây là trà thanh lộ mà chúng tôi chuyên dùng để tiếp khách. Ngô Bình, loại trà ngon nhất trên mạng tiên cũng không ngon bằng trà này. Các cô luyện chế kiểu gì thế? Hàn Tinh, chúng tôi hứng sương mai trên 36 loại bảo dược và 20 loại hoa, sau đó cho vào luyện cùng nước suối bất lão. Ngô Bình cười nói, bảo sao ngon thế, tôi đã giúp các cô đánh đuổi nước xích quỷ, khi nào tôi về thì phải tặng tôi một ít thanh lộ đấy. Hàn Tinh, nếu có thể đánh bại nước xích quỷ, anh muốn bao nhiêu thanh lộ cũng được. Ngô Bình ừm một tiếng rồi nói vào chuyện chính, đội trưởng Hàn Tinh, tôi nghe nói các cô bị trúng độc. Còn nữ vương của các cô thì bị thương nặng à? Hàn Tinh trầm mặc một lát, hình như thấy chuyện này không thể giấu được nữa nên mới trả lời, đúng thế, nữ vương bị một đối thủ nham hiểm đánh bị thương, còn chúng tôi cũng trúng một chất độc kỳ lạ, lực chiến đấu của tất cả mọi người đều bị giảm mất 90%, thậm chí có người còn mất hết lực chiến đấu luôn. Như tôi đây còn ổn, chứ có nhiều người trong tộc bị nặng quá còn qua đời rồi cơ. Ngô Bình, ai mà ra tay nặng thế? Hàn Tinh thở dài nói, tôi cũng không rõ, nữ vương thì nghi là đối thủ của mình, nhưng nếu thế thì người đó đã hạ độc mọi người bằng cách nào? Ngô Bình hỏi, cô cũng bị trúng độc à? Hàn Tinh gật đầu, tôi bị nhẹ thôi, nhưng lực chiến đấu cũng giảm mất hơn nửa. Ngô Bình cười nói, thế chứng tỏ cô cũng mạnh đấy, giảm quá nửa rồi mà vẫn còn được như bây giờ, nếu là trạng thái trước khi trúng độc thì đến hư tiên cũng phải sợ ấy chứ. Hàn Tinh, chiến sĩ của bộ lạc Ám Nguyệt chúng tôi đều là xạ thủ bẩm sinh, hơn nữa cung tên của chúng tôi còn là loại đặc chế, có thần lực nên các tu sĩ bình thường không chống lại được đâu. Ngô Bình, bảo sao? Anh ngập ngừng rồi nói, tôi biết y thuật, khéo có thể giúp mọi người giải độc đấy. Hàn Tinh sáng mắt lên nói, vương gia biết cách giải độc ư? Ngô Bình cười nói, tôi là y tiên mà, đương nhiên phải biết giải độc rồi. Hàn Tinh mừng rỡ rồi đứng dậy bái lạy, nếu vương gia có thể giải độc cho bộ lạc Ám Nguyệt thì tộc tôi sẽ hầu tạ. Ngô Bình xua tay, đội trưởng đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ. Lúc này, một nữ chiến sĩ đi vào rồi nói, vương gia, nữ vương của chúng tôi có lời mời. Ngô Bình đi theo Hàn Tinh bay thêm một đoạn nữa, ở đây sương mù còn dày hơn, ẩn hiện trong đây có một cung điện nguy nga. Một đoàn người đáp xuống đất. Phía dưới là một con đường cổ bằng ngọc thạch rất dài, hai bên đường có các nữ chiến sĩ xinh đẹp đứng gác, ai cũng được trang bị cung tên và áo giáp. Ngô Bình vừa đi vừa cảm thán, chiến sĩ của bộ lạc Ám Nguyệt có thực lực mạnh thật đấy, ít cũng phải ở cảnh giới Long Môn rồi.
Hàn Tinh, vương gia thật tinh mắt, ngay khi vừa được sinh ra thì chúng tôi đã uống 10 giọt nước suối bất lão, khi trưởng thành thì sẽ uống thêm 1 đến 2 lần nữa, vì thế mới có thể chất tốt như vậy. Ngô Bình, nước này có nhiều không? Khi nào bán cho tôi một ít nhé? Hàn Tinh nhìn anh rồi nói, mỗi năm chúng tôi chỉ có hơn 20 chục cân đủ dùng thôi, thật ra không phải tất cả mọi người trong tộc đều được uống. Ngô Bình gật đầu nói, nếu các cô uống trực tiếp như vậy thì chỉ hấp thu được một nửa dược lực thôi, thế thì phí quá. Hay để tôi dùng nước ấy luyện chế đan dược, khi nào luyện xong thì chúng ta chia 50 đến 50. Hàn Tinh ngẩn ra nói, vương gia còn biết luyện đan ư? Ngô Bình, tôi biết một chút, thôi để tôi bàn chuyện này với nữ vương, chắc cô ấy sẽ đồng ý thôi. Họ đi thêm một đoạn rồi tiến vào một cung điện, có một cô gái tóc dài đang ngồi xếp bằng trên giường, có thị nữ cầm quạt ở phía sau. Hiện tại có hơn 100 cô gái đang đứng xếp hàng ở hai bên cung điện, họ đều mặc quan phục. Sương mù quá dày nên Ngô Bình không nhìn rõ mặt của nữ vương, chỉ nghe thấy giọng nói của cô ấy rất êm tai và dịu dàng, anh là vương gia của nước Kim Ưng à. Ngô Bình tiến lên vài bước rồi chắp tay hành lễ, Ngô Bình tham kiến nữ vương. Nữ vương gật đầu nói, anh vất vả xa xôi đến đây giúp Ám Nguyệt, tôi rất cảm kích. Ngô Bình, nữ vương đừng khách sáo. Hàn Tinh nói, bệ hạ, vương gia Ngô biết y thuật, khéo có thể giải được chất độc mà chúng ta trúng phải. Nữ vương ngạc nhiên nói, vương gia có thể giải độc được ư? Ngô Bình, bệ hạ cứ gọi tôi là Ngô Bình thôi, giải độc không phải chuyện khó, tôi có thể thử. Nữ vương, thế thì tốt quá, phiền anh Ngô giải độc cho Hàn Tinh trước. Ngô Bình gật đầu rồi quay lại nói với Hàn Tinh, cô đứng im nhé. Hàn Tinh hỏi, anh Ngô, không cần cởi đồ hay đến nơi nào yên tĩnh hơn à? Ngô Bình, không. Nói rồi, anh bay lên cao rồi chụp xuống người Hàn Tinh, một làn khí màu xanh đen bay ra từ miệng và mũi của cô ấy, sau đó được anh bắt lấy. Hàn Tinh thấy người mình nhẹ bẫng, sau đó cảm thấy chất độc trong người đã hoàn toàn biến mất, lực chiến đấu của cô ấy dần hồi phục, cô ấy vui mừng nói, bệ hạ, chất độc trong người thần đã biến mất rồi ạ. Các quần thần khác đều hô lên, ai cũng suýt xoa trước y thuật của Ngô Bình. Nữ vương, y thuật của anh Ngô thật phi phàm, xin anh chịu khó chữa trị tiếp cho các quần thần của tôi. Ngô Bình cười nói, bệ hạ, trông tôi giải độc dễ vậy thôi, chứ thật ra tốn sức lắm, chúng ta cần thương lượng một chút đã. Tôi muốn mỗi khi tôi giải độc được cho 10 người thì các cô phải cho tôi một lạng giọt nước suối bất lão. Các quần thần lập tức phản đối, bệ hạ, không được. Nước suối bất lão là nền móng của tộc ta, nếu cho người ngoài thì ưu thế của chúng ta còn lại gì nữa? Nữ vương trầm ngâm một lát rồi nói, được, anh cứ chữa cho 10 người đi, tôi sẽ cho anh một lạng. Cứ thế, các quần thần xếp thành hàng rồi chờ được Ngô Bình chữa trị. Nói là chữa trị, nhưng thật ra anh chỉ chộp tay vào người họ để lấy chất độc ra. Chiêu này của Ngô Bình có tên là bạt độc thuật, thuật này có yêu cầu rất cao với người thi triển. Nếu chưa qua luân hồi đại kiếp thì không thể dùng được. Ngô Bình phát hiện, nam giới ở đây cực hiếm, từ thị vệ, chiến sĩ, quần thần đều là nữ cả. Chữa xong cho người thứ 1000 thì Ngô Bình cũng đã mệt lả, vì thế anh quyết định phải nghỉ ngơi một lát. Nữ vương lệnh cho người mang ghế tới, ngoài ra còn có trà nước để phục vụ Ngô Bình. Anh bưng cốc trà lên uống rồi hỏi, bệ hạ, tại sao tộc ta không có đàn ông vậy? Một người nói, môi trường ở đây không phù hợp với đàn ông, nếu đàn ông sống ở đây thì rất khó thọ trên 15 tuổi, để bảo vệ họ nên tất cả đàn ông đều chuyển xuống lòng đất. Ngô Bình, chuyện này có liên quan đến sương mù ư? Người kia nói, đúng, sương mù là lá chắn bảo vệ chúng tôi, không có nó thì chúng tôi không thể tồn tại được. Ngô Bình, ra là thế. Bệ hạ, phiền đưa cho tôi 100 lạng nước suối bất lão. Thấy anh thẳng thắn như vậy. Nữ vương nói, người đâu, mang nước suối bất lão đến đây. Ngay sau đó đã có người mang một cái bình lớn vào, bên trong có đầy nước suối bất lão. Thấy thế, Ngô Bình lấy một giọt lên rồi uống luôn, sau đó cảm nhận sự thay đổi của dược lực. Anh nhắm mặt lại cảm nhận chừng chục phút rồi cười nói, đúng là báu vật, trong đây có 29 loại dược tính quý hiếm khác nhau. Nhưng đúng như tôi đoán trước đó. Các cô chỉ có thể hấp thu được 1 đến 2 loại dược tính trong tổng số 29 loại này thôi. Nữ vương, dựa vào đâu mà anh nói vậy? Hàn Tinh, bệ hạ, anh Ngô đây còn biết luyện đan. Nữ vương hào hứng hỏi, thật ư, anh Ngô còn biết luyện đan sao?
Ngô Bình, tôi biết một chút. Anh bê cốc trà lên uống rồi hỏi, có phải bệ hạ bị thương không? Nữ vương, tôi có bị thương. Ngô Bình, nếu bệ hạ cho tôi thêm 200 lạng nước suối bất lão nữa thì tôi có thể chữa khỏi cho bệ hạ. Mọi người đều kinh ngạc, không ai tin Ngô Bình có thể chữa khỏi cho nữ vương. Nữ vương nói, anh Ngô, anh biết tôi bị thương thế nào không? Ngô Bình cười nói, nhìn khí tức của bệ hạ thì tôi đoán khả năng cao là tổn thương thần hồn. Nữ vương chấn động nói, anh có chữa được không? Ngô Bình, cái này đơn giản. Nữ vương bật cười nói, đây là ông trời đang yêu ái tôi nên cho anh đến cạnh tôi đấy à? Được, tôi sẽ cho anh thêm nước suối bất lão. Ngô Bình, nhưng muốn trị thương thì tôi phải đến gần nữ vương. Nữ vương, mời. Ngô Bình bước nhanh đến cạnh nữ vương, nhưng lại thấy cô ấy dùng khăn che mặt nên chỉ lờ mờ nhìn thấy dung nhan xinh đẹp mà thôi. Xung quanh anh không thiếu các cô gái đẹp, nhưng có thể so với nữ vương thì chắc chỉ một đến hai người thôi. Quanh người nữ vương có mùi hoa, Ngô Bình ngửi xong thấy rất dễ chịu. Giống Ngô Bình, khi anh tiến lại gần, nữ vương cũng bị dao động bởi khí tức mạnh mẽ của anh. Thoáng cái, cả hai đều dừng hình rồi nhìn vào mắt đối phương. Ngô Bình tiến lại gần thêm một chút để rút ngắn khoảng cách giữa hai người, anh bật cười rồi giơ tay nói, bệ hạ, mời giơ tay ra. Một cánh tay ngọc ngà thò ra, Ngô Bình cầm lấy, sau đó nói, cô là nhân vương. Nữ vương thẹn thùng nói, tham kiến nhân hoàng. Rất hiếm nhân vương trên đời, nhưng nữ nhân vương còn hiếm hơn, vì thế Ngô Bình mới chấn động, cứ nắm tay nữ vương mãi không buông. Bản năng từ huyết mạch và xương cốt khiến anh muốn có được người phụ nữ xinh đẹp này, sau đó còn muốn cô ấy sinh con cho mình. Nhưng anh là con người chứ không phải động vật nên cuối cùng vẫn buông tay rồi nói, tôi có thể chữa khỏi vết thương cho cô, nhưng cần chuẩn bị thêm chút dược liệu. Nữ vương rụt tay lại rồi nói, vâng. Ngô Bình, tên thật của tôi là Lý Huyền Bình, cô cứ gọi tôi là anh Lý. Nữ vương, tôi là Nguyệt Vũ. Ngô Bình cười nói, tên hay. Dứt lời, anh quay người về vị trí cũ rồi mới cao giọng nói, bệ hạ, tôi xin cáo từ, để đi chuẩn bị dược liệu. Nữ vương, phiền anh. Vẫn là Hàn Tinh dẫn đường cho Ngô Bình đến một cung điện khác, ở đây không thiếu các dược liệu nên anh tha hồ chọn. Anh chọn bừa một cây thuốc cũng là thần dược, số còn lại đều là dược liệu hiếm có. Đội trưởng Hàn Tinh, thuốc ở đây là của các cô hết à? Hàn Tinh, vâng, chúng tôi tích mấy nghìn năm rồi, toàn dược liệu quý cả, anh cần loại nào thì cứ lấy, nếu ở đây không có thì chúng ta có thể đến kho thuốc tìm. Ngô Bình, các cô có cả kho thuốc ư? Hàn Tinh, vâng, nhưng thuốc ở đó không quý như ở đây. Ngô Bình, tốt. Thế này tôi có thể trị thương cho nữ vương được rồi. Hàn Tinh, anh cần dược liệu gì thì cứ nói với tôi nhé. Ngô Bình, cô cứ lui ra đi, cần thì tôi sẽ gọi. 2000 chiến sĩ giỏi nhất của bộ tộc Ám Nguyệt đã được Ngô Bình giải độc thành công, lực chiến đấu của họ tăng trở lại. Ngay hôm đó, họ đã tấn công và tiêu diệt đại quân của nước Xích Quỷ, làm bên nước này tổn thất hai tướng, một vương và cả đoàn quân, những người còn lại thì lập tức rút lui, không dám quay lại nữa. Ngô Bình không quan tâm chuyện này lắm, mà chỉ lo nghiên cứu nước suối bất lão. Tối đó, anh tách 29 dược lực trong nước suối bất lão ra, trong số này có 19 loại dược lực có tác dụng tốt với con người, 5 loại không có tác dụng và 5 loại có tác dụng xấu. Sau đó, anh lại tách 19 loại dược lực ra rồi bỏ chúng vào một bình, tiếp theo anh lại tách nhỏ từng loại ra rồi cho vào các bình riêng biệt. Anh chọn ra 3 trong số 19 loại dược lực có lợi với con người rồi thêm ít dược liệu vào để luyện chế một loại đan dược có tên là Tam Bảo Thần Đan. Luyện chế đan dược này cần cho một chút nước suối bất lão vào, dùng nó sẽ có tác dụng tốt hơn và tránh được tác dụng phụ so với việc uống nước suối bất lão trực tiếp. Anh đã hỏi Hàn Tinh và biết là họ uống nước suối bất lão xong sẽ gặp tác dụng phụ. Ví dụ, họ chỉ có thể sinh con gái, chứ không thể sinh con trai, hoặc có người sẽ bị biến đổi cơ thể. Mọc tai nhọn, răng nanh. Thậm chí có người còn bị ảnh hưởng thần kinh. Tam Bảo Thần Đan của Ngô Bình thì khắc phục được hết các tác dụng phụ ấy. Luyện xong Tam Bảo Thần Đan cấp truyền kỳ thì Ngô Bình ra ngoài, anh nhìn thấy có 2 cô hầu gái ở đây, ngoài ra còn có Hàn Tinh, cô ấy nói, anh Ngô, bệ hạ cử 2 cô ấy đến hầu hạ anh. Ngô Bình đang định từ chối thì lại liếc nhìn 2 cô gái rồi gật đầu nói, phiền cô cảm ơn nữ vương giúp tôi. Hàn Tinh lui xuống.
Hai cô hầu gái đi vào phòng rồi đóng cửa, một cô trong số đó vung tay lên, cô còn lại đã ngã xuống đất. Ngô Bình ngoảnh lại rồi cười nói, sao nữ vương lại cải trang thành hầu gái để đến gặp tôi? Thì ra cô hầu gái này chính là nữ vương đóng giả thành, cô ấy lập tức biến về dáng vẻ cũ, sau đó bái lại Ngô Bình, Nguyệt Vũ tham kiến nhân hoàng. Ngô Bình giơ tay đỡ cô ấy dậy, nhưng vừa chạm vào người cô ấy, anh đã không muốn buông tay, nửa đêm cô đến tìm tôi thế này, không sợ tôi ăn cô à? Nguyệt Vũ kéo tay anh rồi nói, trong biển người mênh mông mà có thể gặp được nhân hoàng thì là vĩnh phúc của tôi. Đêm nay, Nguyệt Vũ sẽ là người phụ nữ của nhân hoàng. Nói rồi, cô ấy nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo, để lộ ra dáng người tuyệt mỹ. Ngô Bình mỉm cười rồi bế ngang người cô ấy lên giường rồi hỏi, Nguyệt Vũ, sao em trở thành nhân vương được? Nguyệt Vũ, cái này phải kể từ khởi nguồn của bộ tộc Ám Nguyệt, bộ tộc là con cháu đời sau của Nguyệt Thần Thái Cổ và Chân Nhân Thái Cổ. Ngô Bình, Nguyệt Thần ư? Nguyệt Vũ, vâng, Nguyệt Thần đã chọc giận các vị thần nên họ mới hạ lời nguyền với tộc em, khiến chúng em không thể thấy mặt trời, chỉ có thể sống trong bóng râm. Ngô Bình, ra là vậy, Nguyệt Thần và Chân Nhân Thái Cổ đó sao rồi? Nguyệt Vũ thở dài nói, họ chết vì tình và để lại một cô con gái, cũng chính là tổ tiên của bộ tộc em. Ngô Bình đã hiểu ra, sau đó anh lấy một viên âm dương bổ hồn đan ra cho Nguyệt Vũ uống, đồng thời giúp cô ấy hấp thu dược lực. Nửa tiếng sau, vết thương của Nguyệt Vũ đã đỡ hơn. Ngô Bình, ngày mai em hãy uống thêm một viên nữa, vết thương sẽ khỏi hẳn. Nguyệt Vũ cười nói, không ngờ tài luyện đan của anh cũng giỏi vậy. Ngô Bình chỉ nói thêm vài câu nữa là không thể nhịn thêm, anh cúi xuống rồi phủ lên người Nguyệt Vũ, các tiếng rên rỉ nhanh chóng vang lên. Tới khi trời hửng sáng, Ngô Bình mới dừng lại, lúc này Nguyệt Vũ đã mệt lả người, cô ấy nói, thể phách của anh mạnh quá, em suýt không chịu được đấy. Ngô Bình, khi anh ân ái với những người phụ nữ khác của mình thì không phóng ra được, vì thể chất của các cô ấy quá yếu, nhưng em là nhân vương rồi nên anh mới thả phanh được. Nguyệt Vũ ôm chặt lấy anh rồi nũng nịu, anh nhớ thường xuyên đến thăm em nhé. Ngô Bình, tư chất của em rất tốt, khi anh là nhân vương khéo còn không mạnh bằng em. Mấy ngày tới, anh sẽ truyền cho em công pháp tu luyện mạnh nhất. Anh nhận ra công pháp mà Nguyệt Vũ tu luyện đã khá cổ rồi, có lẽ liên quan đến việc sống lánh đời của bộ tộc họ nên họ không thể tiếp xúc được với các công pháp tốt hơn. Nguyệt Vũ gật đầu, sau ngày hôm nay, em đã là người phụ nữ của anh rồi. Ngô Bình, thế chất của em quá mạnh, khỏe như anh còn không trụ được, hời cho em quá còn gì. Nguyệt Vũ che miệng cười, em đã mang thai con của anh rồi, 10 tháng nữa, anh hãy đến gặp con nhé. Ngô Bình ngẩn ra, mang thai rồi ư. Nguyệt Vũ gật đầu, em có thể cảm nhận được một sinh mệnh nhỏ đang lớn lên trong người mình. Ngô Bình, anh nghe nói bọn em chỉ sinh được con gái đúng không? Nguyệt Vũ, em kết hợp với anh thì phải khác chứ, anh là nhân hoàng, em là nhân vương, cho nên con của mình chắc chắn là con trai. Ngô Bình, nhưng con của mình cũng phải chịu lời nguyền không được thấy ánh sáng à? Nguyệt Vũ, cái này phải phụ thuộc vào anh. Ngô Bình, anh ư? Nguyệt Vũ, đúng thế, phải xem thể chất của anh có hơn chân nhân không, nếu hơn thì con mình sẽ không phải chịu lời nguyền ấy. Ngô Bình, anh sẽ làm được. Hai người âu yếm thêm một lát thì Ngô Bình nói vào chuyện chính, Nguyệt Vũ, cho anh thêm ít nước suối bất lão nữa, anh sẽ luyện chế tam bảo thần đan cho em. Nguyệt Vũ, anh muốn lấy bao nhiêu cũng được. Ngô Bình xua tay, không, nước suối bất lão có phải tài sản riêng của em đâu, anh mà lấy thì phải có lý do chính đáng. Nói rồi, anh bảo Nguyệt Vũ uống thêm một viên tam bảo thần đan. Nửa tiếng sau, Nguyệt Vũ đã hoàn toàn khôi phục, cô ấy nói, đan lực thuần túy quá, tác dụng tốt hơn uống nước suối bất lão trực tiếp nhiều. Ngô Bình cười nói, đương nhiên, nước suối bất lão có tác dụng phụ, uống thẳng sẽ rất phí mà còn gây hại cho cơ thể, còn uống đan dược của anh thì vừa có tác dụng tốt hơn, vừa không gây tác dụng phụ. Nguyệt Vũ sáng mắt lên nói, em đổi nước suối bất lão lấy đan dược được không? Ngô Bình, được chứ, anh chỉ dùng 3 loại dược lực thôi, 16 dược lực còn lại vẫn có thể luyện chế thành đan dược khác. À, nước suối bất lão này bắt nguồn từ đâu thế? Nguyệt Vũ, anh muốn đi xem không? Ngô Bình cười nói, có chứ. Nguyệt Vũ, thế đi theo em. Cô ấy kéo Ngô Bình bay vào trong rừng, sau đó đến một cung điện cổ xưa. Có hai thị vệ đứng ở trước cung điện,
họ cao gần 3 mét, tay cầm kiếm, toàn thân tỏa ra sát ý ngất trời. Ngô Bình ngạc nhiên nói, sát khí mạnh thế, cơ quan gì vậy? Nguyệt Vũ con rối thị vệ của thời Thái Cổ đấy, thực lực nhang chân tiên viên mãn luôn, chân tiên bình thường mà vào cũng chết như chơi. Ngô Bình ngạc nhiên nói, quá oách, may mà anh không đi lấy trộm nước suối Bất Lão, không thì toi mạng rồi. Nguyệt Vũ, đi thôi, nói rồi, cô ấy kéo tay Ngô Bình đến cửa cung điện. Ngô Bình đi theo Nguyệt Vũ, hai con rối không có địch ý với họ, hai người an toàn đi qua. Vào trong cung điện, Ngô Bình nhìn thấy một đàn tế cực lớn, trên đó có một cái ao nhỏ làm bằng ngọc, bên trong có một lớp nước suối cạn. Phía trên ao nhỏ là một sợi tơ vàng dài, cứ một lúc sẽ có một giọt nước lăn theo sợi tơ nhỏ xuống mặt ao. Nguyệt Vũ, đây chính là suối Bất Lão, có phải không giống trong tưởng tượng của anh không? Ngô Bình gật đầu, hóa ra nước suối Bất Lão này có được nhờ hiến tế. Nguyệt Vũ gật đầu, bọn em tín ngưỡng không phải là một vị thần nào đó mà là thần điện Vĩnh Hằng. Trong thần điện không chỉ có một vị thần nên thần lực trong nước suối Bất Lão này cũng không chỉ có một loại, chỉ là chúng ta không thể hấp thụ một vài thần lực. Thì ra là thế, bình thường bọn em hiến tế bằng cái gì? Nguyệt Vũ nói, bình thường sẽ dùng vật sống, bọn em sẽ bắt vài yêu vật mạnh trong rừng để hiến tế ở đây, sau đó lấy nước Bất Lão. Ngô Bình, ra là hiến tế bằng vật sống, muốn có được 100 cân nước suối Bất Lão cần phải hiến tế bao nhiêu sinh linh? Nguyệt Vũ, còn tùy vào thực lực của vật sống càng mạnh thì hiệu quả hiến tế càng tốt. Chẳng hạn như bọn em từng hiến tế một con yêu vương, một lần đã lấy được 27 cân nước Bất Lão, hơn nữa vật sống hiến tế càng mạnh thì chất lượng nước có được càng cao. Ngô Bình, sau này anh sẽ bắt vài sinh linh tà ác có thực lực cho em, như thế có thể lấy được nhiều nước Bất Lão hơn rồi. Nguyệt Vũ nói, có thể. Cô ấy đi đến trước bục ngọc bên cạnh đàn tế, trên đó có một cái bình ngọc, cao hơn nửa mét, miệng bịt kín. Cô ấy nói, cho đến nay nước suối Bất Lão trong bình này có cấp bậc cao nhất. Ngô Bình, cấp bậc cao nhất à? Hiến tế thứ gì mà có được vậy? Nguyệt Vũ, là đời sau của Nguyệt Thần và Thái Cổ chân nhân, hiến tế một thần linh Thái Cổ. Nguyệt Vũ mỉm cười, đương nhiên phải có điều kiện rồi, anh giỏi về đan đạo, mong anh có thể luyện chế một số đan dược giúp bọn em. Nếu như thế, bọn em có thể không còn phụ thuộc vào nước Bất Lão nữa. Ngô Bình gật đầu, tất nhiên được chứ, sau này đan dược của bộ lạc Ám Nguyệt sẽ do anh đảm nhận. Nguyệt Vũ, em cũng sẽ không để anh làm không công, sau này tất cả nước Bất Lão đều dùng để đổi lấy đan dược. Hơn nữa nếu anh có sinh linh mạnh cũng có thể lấy ra hiến tế, đổi lại nước Bất Lão cao cấp. Ngô Bình, nước Bất Lão cực kỳ hiếm có, mỗi loại dược liệu đều rất quý giá, em có biết thần điện Vĩnh Hằng là nơi nào không? Nguyệt Vũ lắc đầu, em không rõ, đàn tế này cũng là do tổ tiên bọn em tình cờ phát hiện ra. Lúc này Ngô Bình mở chiếc bình ra, nhỏ một giọt nước Bất Lão nếm thử, nước chảy vào trong bụng, anh nhận ra vị dược liệu trong đó không nhiều lắm, chỉ có 6 loại, thế nhưng năng lượng của 6 loại này vượt trội hơn rất nhiều so với hàng chục loại năng lượng mà anh từng gặp trước đó. Hai mắt anh phát sáng, đồ tốt, nước suối này gần như không có tác dụng phụ, cơ thể con người đều có thể hấp thụ được mỗi loại dược liệu. Nguyệt Phú cười nói, vậy thì tốt, bây giờ nó thuộc về anh. Lý Lang, anh có thể ở lại thêm mấy ngày không, giúp tộc bọn em luyện chế đan dược? Ngô Bình, đương nhiên là được, anh còn có thể dựa vào thể chất của tộc người bộ lạc Ám Nguyệt để luyện chế một loại đan dược chuyên dành cho các em, tiện thế chỉ dạy mọi người tu luyện. Nguyệt Phú mừng rỡ, vậy thì tốt quá. Ra khỏi cung điện đàn tế, Ngô Bình được sắp xếp đến một nơi rộng lớn hơn, Nguyệt Phú cho 10 người phụ nữ đến phục vụ. Nếu anh cần luyện đan thì có thể trực tiếp sử dụng đồ bên trong. Sau khi cân nhắc cẩn thận, Ngô Bình quyết định lấy nước Bất Lão làm nguyên liệu phụ, dược liệu làm nguyên liệu chính, luyện chế 3 loại đan dược nâng cao tư chất, như thế người dùng được 3 loại đan dược này sẽ có tác dụng tốt hơn uống trực tiếp nước Bất Lão. Ngoài ra, anh còn luyện chế vài đan dược cao cấp hơn, chuyên cung cấp cho người ở bộ lạc có tu vi cao. Anh chuyên tâm luyện chế đan dược, thoáng chốc đã 7 ngày. Mỗi buổi tối nữ vương Ám Nguyệt đều đến tìm anh, không bao giờ thiếu những lần mây mưa. Ngày thứ 8, Ngô Bình đã luyện chế được một lô đan dược, hơn nữa còn loại bỏ được độc tố của tất cả mọi người, sau đó anh quyết định chào tạm biệt. Nghe nói anh sắp đi, Nguyệt Vũ nói, Lý Lang, anh có thời gian nhớ đến thăm em. Ngô Bình, em yên tâm, anh sẽ đến thường xuyên. Công pháp mà anh truyền cho
em cứ chuyên tâm tu hành, với tư chất của em thì không lâu nữa sẽ trở thành cường giả giới tu hành. Nếu gặp rắc rối thì cứ dùng bùa này để liên lạc với anh, nói rồi anh đưa vài lá bùa ngọc cho Nguyệt Vũ. Nguyệt Vũ khẽ gật đầu, anh Lý, đến thăm em sớm nhé. Trước khi đi, Ngô Bình lấy rất nhiều dược liệu của bộ lạc Ám Nguyệt, để lúc ở ngoài anh có thể luyện chế đan dược cho họ. Nguyệt Vũ tiễn Ngô Bình đến tận biên giới trời mây, lúc này mới lưu luyến buông tay anh ra, anh Lý, gặp lại sau. Tạm biệt Nguyệt Vũ, Ngô Bình quay về quận An Lạc, anh ngồi một lúc bèn chào tạm biệt mấy người phục Trường Linh, đi gặp Vu Kiên. Tại Hoàng Cung nước Kim Ưng, ngày nào Vu Kiên cũng đợi tin tức của Ngô Bình, anh ấy khá lo lắng, cuối cùng hôm nay một tia sét giáng xuống trong cung điện, Ngô Bình xuất hiện. Vu Kiên mừng rỡ, đại ca à, cuối cùng anh cũng về rồi. Ngô Bình, Vu Kiên, biên giới đã không còn chuyện gì nữa, anh đã giúp bộ lạc Ám Nguyệt đánh bại quỷ quốc, em có thể yên tâm rồi. Vu Kiên thở phào, cảm ơn đại ca. Ngô Bình lấy một viên thần đan tam bảo đưa cho anh ấy, em lấy cái này đi, có thể nâng cao tư chất tu hành của em. Vu Kiên nói, đại ca lại cho em đồ tốt rồi, em chẳng có gì để đền đáp cả. Ngô Bình, không cần em đền đáp, cứ chăm chỉ tu luyện, làm một quốc vương tốt, người dân cũng khó khăn, em nên đối đãi thật tốt với họ. Vu Kiên gật đầu, đại ca yên tâm, em sẽ làm thế. Hôm đó Ngô Bình rời khỏi nước Kim Ưng, trở về Hưng Long. Đường Tử Di đã mang thai gần 7 tháng, anh phải cố gắng ở bên cạnh cô ấy nhiều hơn để chăm sóc cô ấy, thỉnh thoảng đưa người mình yêu ra ngoài đi dạo. Vừa về đến nhà, anh dùng nước bất lão trong bình kết hợp với sự hiểu biết của mình về dược tính luyện chế ra một loại đan dược, lấy tên là Lục Tiên Đan. Lục Tiên Đan này phát huy 6 loại thần lực trong nước suối đến mức cực hạn, hơn nữa lại có thêm vài tác dụng phụ trợ. Nếu uống đan dược này thì sẽ có lợi cho cơ thể của Đường Tử Di. Tiện thể anh cũng bảo Lý Mai, Chu Thanh Nghiên, Lãnh Như Yên lấy Lục Tiên Đan để nâng cao tư chất, tăng tu vi. Ở nhà không đến nửa tháng, anh thỉnh thoảng đến bệnh viện trực thuộc để làm cố vấn, bỗng có một ngày, anh nhớ đến ngày đại hội đấu kiếm đã đến gần bèn dặn dò người trong nhà rồi một mình đến Đại Thế Giới Huyền Hoàng. Đại Thế Giới Huyền Hoàng, Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình vừa quay lại đã bị sư huynh Tả Kỳ Phong chặn trước cửa, sư đệ, em đến thì tốt, Y Tiên Cửu Chỉ và Thượng Quan Linh Nhi vừa hay đang ở chỗ sư tôn, em qua đó đi. Lần trước, bố con Y Tiên Cửu Chỉ muốn đến gặp anh thì lại đụng phải luân hồi đại kiếp, thế mà anh đi trước, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt. Anh hỏi, họ lại đến làm gì? Tả Kỳ Phong, lần trước không gặp được em, người ta quyết định ở lại chỗ sư tôn đợi em về. Ngô Bình cạn lời, đợi em. Họ đến mấy ngày rồi? Tả Kỳ Phong, 4 ngày rồi, nếu em còn không đến, chẳng biết bố con họ còn muốn ở bao lâu nữa. Ngô Bình cảm thấy kỳ lạ, sao lại nhất quyết phải gặp em? Người đẹp hoàng đình còn lo lắng việc không lấy được chồng à? Tả Kỳ Phong vội che miệng anh lại, sư đệ đừng nói bậy, anh nghĩ chắc Tiên Y Cửu Chỉ có việc gấp tìm em. Ngô Bình, nếu đã có việc gấp, tại sao sư tôn không báo cho em về trước là được mà? Tả Kỳ Phong, sư tôn làm việc thận trọng, trước khi biết rõ mục đích của Tiên Y Cửu Chỉ, ông ấy sẽ không bảo em đến nhưng bây giờ em đã về rồi thì có thể đi gặp họ. Hai người đi đến chỗ của La Thiên Tướng thì nhìn thấy La Thiên Tướng đang nói chuyện phiếm với một ông lão với bộ râu trắng câu cá bên cạnh hồ nước có phong cảnh tuyệt đẹp. Ngô Bình bước đến chào, sư tôn, con về rồi. La Thiên Tướng bật cười, đệ tử, vị này là Tiên Y Cửu Chỉ, Thượng Quan Tề Sinh. Ngô Bình chắp tay lại, chào tiền bối Thượng Quan. Thượng Quan Tề Sinh rất dễ gần, cười nói, cậu bạn Trương, tôi nghe danh cậu đã lâu, sự kiêu ngạo của Thiên Địa Kiếm Tông, tương lai rạng rỡ. Ngô Bình, tiền bối quá khen rồi. La Thiên Tướng nói, con cũng ngồi xuống đi, chúng ta cùng câu cá. Có tiểu đồng đem cần câu đến, Ngô Bình giả vờ ném dây câu cá xuống, dư quang nhìn hai hồ ly già này. La Thiên Tướng cười nói, Tiên Y Thượng Quan đã ở đây vài ngày là để đợi con, nếu con còn không đến nữa, ta chỉ có thể bảo người đi bắt con về. Ngô Bình chớp mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên, tiền bối vẫn cứ đợi tôi à? Không biết có gì cần nói. Thượng Quan Tề Sinh bật cười nói, tôi chỉ muốn gặp cậu bạn Trương, lần trước khi con gái tôi gặp cậu, lúc về nó nói với tôi y thuật của cậu không thua kém gì tôi. Ha ha, tôi vô cùng bái phục, cậu còn trẻ mà đã có y thuật như vậy. Tương lai đúng là sáng lạn. Ngô Bình, y thuật của cô Thượng Quan cũng rất tốt,
tôi cũng bái phục cô ấy. Thượng quan Tề Sinh cười nói, cậu biết bao nhiêu về đại thế giới huyền hoàng? Ngô Bình, biết chút ít, đại thế giới huyền hoàng là do huyền hoàng đạo tổ mở ra, môn phái lớn nhất là huyền hoàng môn. Thượng quan Tề Sinh cười nói, sở dĩ huyền hoàng môn có sức ảnh hưởng là vì kế thừa một phần đạo thống của huyền hoàng đạo tổ, cậu biết người nào mới có thể sở hữu danh xưng đạo tổ không? Ngô Bình, trên Đại La thì có thể được gọi là đạo tổ. Thượng quan Tề Sinh gật đầu, ừ đúng thế, đạo tổ là những sự tồn tại tuyệt thế, mở ra đại đạo của họ hơn cả chư thiên vạn đạo, là đại đạo vô song nên truyền thừa đạo tổ cũng là truyền thừa vô thượng. Ngô Bình không nói gì, anh vẫn im lặng lắng nghe. Thượng quan Tề Sinh dừng lại một chốc rồi nói tiếp, 9 ngày sau là đại hội y đạo của Hoàng Đình. Hai, mặc dù tôi được biết đến với danh hiệu tiên y hàng đầu của Hoàng Đình nhưng mấy đệ tử mà tôi đã thu nhận đều không có năng lực, không thể làm nên danh tiếng của mình trong đại hội đan đạo. La Thiên Tướng bật cười, thượng quan, đừng nói ông đến để giành đệ tử với tôi đó nhé. Thượng quan Tề Sinh, ai có thể giành được đệ tử của ông chứ? Huống gì cậu ấy cũng là thiên tài của thiên đạo môn, tôi càng không dám có suy nghĩ này. Nhưng nếu đệ tử của ông kết hôn với con gái tôi thì tôi có thể truyền lại y đạo Hoàng Đình cho cậu ấy với danh nghĩa bố vợ. La Thiên Tướng, ai mà chẳng muốn học y đạo Hoàng Đình. Nhưng người làm sư tôn tôi đây cũng không tiện quyết định chuyện lớn này thay đệ tử. Thượng quan Tề Sinh mong mỏi nhìn Ngô Bình. Ngô Bình cười nói, tôi được yêu thương mà hoàng đây, chỉ là tôi đã có gia đình. Cô thượng quan vừa xinh đẹp vừa có tài, đi theo tôi chỉ chịu thiệt thôi. Thượng quan Tề Sinh, không sao, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện bình thường, ngay cả tôi cũng có 7 người đây. Ngô Bình đang nghĩ làm sao để từ chối thì thượng quan Tề Sinh lại nói, mục đích thật sự của đại hội y đạo là muốn chọn ra một cái tên để gia nhập vào Huyền Hoàng Hải. La Thiên Tướng nói, Huyền Hoàng Hải chẳng phải bất kỳ ai cũng có thể vào được sao? Thượng quan Tề Sinh lắc đầu, khắp nơi ở Huyền Hoàng Hải đều là không gian gấp khúc, không có bản đồ của Huyền Hoàng môn thì sẽ không tìm được Điện Huyền Hoàng. Điện Huyền Hoàng, La Thiên Tướng khá ngạc nhiên, lẽ nào Huyền Hoàng đạo tổ để lại nơi truyền thừa? Thượng quan Tề Sinh gật đầu, đúng thế. Tất cả truyền thừa của Huyền Hoàng môn đều đến từ Điện Huyền Hoàng, truyền thừa của Huyền Hoàng môn vô cùng thâm hậu. Cụ tổ của Huyền Hoàng môn chỉ biết được một chút tri thức nên cứ một khoảng thời gian trôi qua là Huyền Hoàng môn sẽ phái người vào trong đó, hy vọng có thể nhận được nhiều truyền thừa hơn. La Thiên Tướng, Tiểu Bình trở thành con rể của anh Thượng Quan thì cũng có thể có tên à? Thượng Quan Tề Sinh, đương nhiên, tình hình của Huyền Hoàng môn khác với bên ngoài, thân là tiên y đứng đầu ở Hoàng Đình, con rể của tôi sẽ có thân phận là đệ tử chân truyền. La Thiên Tướng nói với Ngô Bình, đệ tử, con nghĩ sao? Ngô Bình, sư tôn, truyền thừa của thiên đạo môn cũng không yếu, hơn nữa tham thì thâm, con vẫn không nên quá tham lam. Thượng quan Tề Sinh vội vàng nói, cậu Trương, mỗi một truyền thừa của Huyền Hoàng môn đều tương ứng với bảo vật mà Huyền Hoàng đạo tổ để lại, cậu không muốn có sao? Ngô Bình cười nói, một người ngoài như tôi có được truyền thừa và bảo vật, những người khác trong Huyền Hoàng môn sẽ không đỏ mắt ghen tị sao? Thượng quan Tề Sinh hừ một tiếng, họ ghen tị thì sao? Bọn họ cũng đã từng đưa con rể, cháu trai vào Huyền Hoàng môn, lẽ nào tôi không được làm thế? Nếu bọn họ không lấy được truyền thừa và bảo vật là vì bọn họ không có năng lực nên không có gì để nói. La Thiên Tướng bỗng vỗ vào chân anh nói, Tiểu Bình, ta nghi ái nữ của thượng quan rất tốt, cô bé vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, sau này chắc chắn có thể giúp chồng, dạy con đảm đang vô cùng. Ngô Bình nhìn La Thiên Tướng, anh biết sư tôn này đã động lòng khi thấy cái lợi trước mắt quá nhiều. Anh còn muốn nói gì đó, thượng quan Tề Sinh chợt nói, anh La, hay là hôm nay đính hôn luôn? Đính hôn, Ngô Bình, tiền bối thượng quan, có quá qua loa rồi không? Bố mẹ tôi còn chưa nhận được thông báo. Thượng quan Tề Sinh nói, không sao, bố mẹ của cậu ở đâu, bây giờ tôi đến chào hỏi. Ngô Bình cạn lời, thầm nói có cần phải gấp gáp vậy không? La Thiên Tướng, ừ, đúng là chuyện đính hôn phải thông báo với bố mẹ. Tiểu Bình, bây giờ bố con đang ở đâu? Ngô Bình biết e là không từ chối được chuyện này, anh quay đầu sang nhìn, thượng quan Linh Nhi đang đỏ mặt nhìn mình. Thấy anh nhìn sang, cô ấy vội vàng rời tầm mắt. Anh nói, vậy được rồi, bố tôi đang ở tiên giới, đi theo tổ sư Lữ Thuần Dương để tu luyện. Mắt thượng quan Tề Sinh lóe sáng, hóa ra là đệ tử của Thuần Dương Tử, ha ha, bọn tôi rất thân với nhau.
Ngô Bình rất bất ngờ, ông nghe nói về sư tổ của tôi rồi sao? Thượng quan Tề Sinh, bọn tôi là anh em kết nghĩa. Ngô Bình cười khổ, thế mà còn có mối quan hệ này, ai muốn có? Thượng quan Tề Sinh, cậu bạn, tạm thời con gái tôi sẽ ở lại đây, thanh niên mấy đứa nói chuyện đi nhé, tôi đi tìm bố cậu để bàn chuyện hôn nhân của hai người. Thượng quan Tề Sinh vội vàng rời đi, nói vài câu xong rồi đi tìm Lữ Thuần Dương. Thượng quan Tề Sinh vừa đi thì La Thiên Tướng liền cười, nói, đồ tốt dâng đến tận miệng, không lấy thì phí lắm. Đồ đệ, đừng trách ta thay con đồng ý chuyện hôn sự này, ái nữ nhà thượng quan thật sự không tồi, hơn nữa, món hời lớn thế này, không nhận thì phí lắm. Ngô Bình, sư tôn, sao thượng quan Tề Sinh lại nôn nóng đến thế, dù con có vào Huyền Hoàng Hải thì cũng chưa chắc có được truyền thừa mà. La Thiên Tướng, đồ đệ, con không biết bây giờ mình có thân phận gì à? Con là thiên kiêu của Thiên Địa Kiếm Tông đấy, danh tiếng đồn xa, con còn là đệ tử của Thiên Đạo Môn, và còn giành được giải nhất trong Đại hội Tiên Truyền nữa. Đấy là chưa tính đến thân phận tiên y và thầy luyện đan 4 sao màu tím của con đâu. Thiên kiêu như thế thì có ai mà không thèm khát hả? Hừ, lão già thượng quan Tề Sinh không thể nhận con làm đồ đệ nên đương nhiên muốn gả con gái cho con rồi. Vị trí của cha vợ này trong lòng cao chưa chắc thấp hơn ta đâu. Ngô Bình cười he he, chuyện đó thì không đâu, sư tôn luôn đứng nhất. La Thiên Tướng cười to ha ha, dù thằng nhóc con có đang nói ngọt thôi thì ta cũng vẫn thấy vui. Ngô Bình nói lảng sang chuyện khác, sư tôn, đại hội đấu kiếm lần này có giống với mọi năm không ạ? La Thiên Tướng, cũng vậy à, đến lúc đó, các kiếm tu trẻ của tiên giới đều sẽ đến tham gia, trong đó bao gồm cả người của Cửu Thiên Kiếm Vực. Đồ đệ! Còn phải làm cho Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta nở mặt nở mày, tiến thẳng vào top 3. Ngô Bình, sư tôn yên tâm, top 3 thì chắc không thành vấn đề. La Thiên Tướng, con cũng phải đề phòng người của Cửu Thiên Kiếm Vực và các thế lực khác, bọn họ tâm địa độc ác, nếu có cơ hội thì nhất định sẽ trừ khử con, bóp chết thiên kiêu như con từ trong nôi. Ngô Bình, muốn bóp chết con thì họ phải có bản lĩnh mới được. La Thiên Tướng, mặc dù người tham gia đại hội đấu kiếm có tu vi dưới cấp thiên tiên nhưng trong đó cũng có đoạt thiên tiên tôn, con không được chủ quan. Hai thầy trò nói chuyện vài câu thì Ngô Bình đi tìm Thượng quan Linh Nhi. Thượng quan Linh Nhi rất hào sảng, cười, nói, anh Trương, cha tôi đã nói chuyện với anh chưa? Ngô Bình gật đầu, Thượng quan tiền bối đã đến tìm cha tôi, bàn chuyện hôn sự của chúng ta. Cô Thượng quan, cô đi theo tôi chỉ e sẽ phải chịu thiệt thòi. Thượng quan Linh Nhi cúi đầu, tôi và anh vừa gặp đã như quen biết từ lâu, hơn nữa, tôi khâm phục y thuật của anh, có thể ở bên cạnh anh là phúc phần của Linh Nhi. Ngô Bình hơi bất ngờ, nhưng tôi đã có vợ rồi, không bao lâu nữa sẽ làm cha. Thượng quan Linh Nhi, không sao cả, chỉ cần trong lòng anh có Linh Nhi thì Linh Nhi đã mãn nguyện rồi. Ngô Bình thầm nghĩ, nhất định Thượng quan Tề Sinh đã nhồi nhét những suy nghĩ này vào trong đầu óc Thượng quan Linh Nhi từ nhỏ. Nếu không thì cô ấy cũng sẽ không thể nào có tư tưởng như thế. Cô thượng quan, hội tiên y của Hoàng Đình thì như thế nào? Thượng quan Linh Nhi, tiên y trong thiên hạ có đến 6 phần là xuất thân từ Hoàng Đình. Hoàng Đình đương nhiên có một bộ phương thức luyện tập của tiên y, đến lúc đó tôi sẽ dắt huynh đi xem thử, với tiên thuật của anh thì sẽ quen nhanh thôi. Ngô Bình gật đầu, được. Hai người nói với nhau vài câu thì Ngô Bình mời cô ấy đến chỗ ở của mình ngồi chơi một lát và lấy trà thanh lộ ra mời cô ấy nếm thử. Trà ngon, cô ấy mỉm cười, nói, lần đầu tiên tôi được uống loại trà thế này, đúng là cực phẩm nhân gian. Ngô Bình, tôi tặng cô một ít, cô rảnh rỗi có thể tự pha uống. Đa tạ, thượng quan Linh Nhi rất vui, cô ấy dừng lại một lúc rồi hỏi, gần đây tôi đang học luyện đan, anh có thể chỉ tôi không? Ngô Bình mỉm cười, nói y dược không có sự phân biệt, cô học luyện đan cũng không có gì xấu, bây giờ cô đã học đến đâu rồi? Thượng quan Linh Nhi, được nửa năm rồi, nhưng tôi cứ cảm thấy luyện đan rất khó, khó có thể nắm bắt được những chi tiết nhỏ. Ngô Bình gật đầu, khó là đúng rồi, luyện đan cần tích lũy kinh nghiệm cơ bản. Anh vừa nói vừa lấy lò thần long hổ ra, nói cô luyện một lò đan tôi xem thử. Thượng quan Linh Nhi mỉm cười. Nói, tôi không mang theo dược liệu bên người. Ngô Bình, không sao, tôi có. Thượng quan Linh Nhi suy nghĩ một lúc, nói, vậy tôi luyện thử một mẻ đại luyện hình đan. Ngô Bình lấy dược liệu ra cho cô ấy lập tức bắt tay vào luyện chế.
Ngô Bình chỉ đứng bên cạnh xem và không nói gì, cho đến khi cô ấy mở lò đan, lò dược bỗng nổ tung, làm cô ấy mặt mày nhem nhuốc, anh mới nói, ừ, căn bản vững đấy. Thượng quan Linh Nhi sắp khóc đến nơi, cô ấy vuốt mặt, nói tôi luyện đến phát nổ rồi mà anh còn khen tôi. Ngô Bình, không làm mình bị thương thì đã là chuyện rất khó rồi. Thượng quan Linh Nhi nói dỗi, tôi không luyện nữa. Ngô Bình cười ha ha, đừng nôn nóng, để tôi dạy cô. Thế là anh dạy cô ấy làm sao phán đoán thời gian từng bước một, từ làm nóng lò, đến rửa lò, cho thuốc vào. Phán đoán thời gian trước giờ luôn là nhân tố chủ quan, phải dựa vào kinh nghiệm, mà thứ Ngô Bình dạy lại là mượn phép nhìn thấu vạn vật tìm ra điểm mấu chốt, đấy là thứ mà những thầy luyện đan khác không thể có được. Ngô Bình dạy một lượt rồi bảo cô ấy tiếp tục luyện đan. Thượng quan Linh Nhi cẩn thận hơn với lò đan dược thứ hai, cộng thêm việc có Ngô Bình ở bên cạnh nhắc nhở nữa nên khi khởi động lò cô ấy đã luyện được một lò đan dược tứ phẩm. Thành công rồi, cô ấy vui mừng nhảy cẫng lên, ôm chặt lấy Ngô Bình. Ngô Bình mỉm cười, mới có bậc 4 mà đã vui đến vậy rồi, thật không có tiền đồ. Thượng quan Linh Nhi bĩu môi, đan dược bậc 4 đã lợi hại lắm rồi, đây là lần đầu tiên tôi luyện được đan dược đấy. Ngô Bình, lại lần nữa, cô vẫn còn lóng ngóng lắm. Thượng quan Linh Nhi liên tục luyện, cứ luyện thêm một lần thì Ngô Bình lại nói thêm vài chi tiết. Khi khởi động lò đan dược thứ 5, Thượng quan Linh Nhi đã có thể thành thục thu đan, niệm chú. Cuối cùng, lòng bàn tay của cô ấy lại có thêm 4 viên đan dược, vừa đẹp vừa thơm lừng. Ngô Bình, ừ, trên bậc 2, khá lắm. Thượng quan Linh Nhi dường như không dám tin vào mắt mình, cô ấy chỉ là một người mới mà lại có thể luyện ra đan dược trên bậc 2. Một người học, một người dạy, lúc này trời đã chập tối. Mấy người Tả Kỳ Phong không muốn làm kỳ đà cản mũi nên đều không đến làm phiền Ngô Bình. Trăng sáng lên cao, Ngô Bình đem ra ít thức ăn tiếp đãi Thượng quan Linh Nhi, anh nói, Thượng quan tiền bối đến tìm cha tôi, chắc là đã gặp mặt, nhưng sao tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì. Thượng quan Linh Nhi, ừm, có lẽ vì cha tôi chưa về, chắc ngày mai sẽ có tin. Chính vào lúc đó, La Thiên Tướng đột nhiên đến, nói, đồ đệ, đi theo ta. Ngô Bình gật đầu chào Thượng quan Linh Nhi rồi theo La Thiên Tướng rời khỏi đó. Lúc đến một căn nhà thì La Thiên Tướng gọi anh vào trong, nói, Thượng quan Tề Sinh chuyển lời đến tôi, ông tôi nói Lữ Thuần Dương đã xảy ra chuyện, bị nhốt ở núi Hỗn Độn. Ngô Bình giật mình, bị nhốt ở núi Hỗn Độn, đây là nơi như thế nào? La Thiên Tướng, một trong những nơi nguy nhất trên lục địa Hồng Hoang. Có điều, từng có người có được truyền thừa vô thượng và pháp bảo lợi hại từ trong đó. Ngô Bình, vậy cha con đâu? La Thiên Tướng thở dài, chắc ông ấy đã bị nhốt trong núi Hỗn Độn cùng với Lữ Thuần Dương rồi. Mặt Ngô Bình biến sắc, nói vậy là cha con cũng đã mất tích rồi. La Thiên Tướng, chắc vậy, có điều con cũng không cần phải lo lắng, vào núi Hỗn Độn thăm dò phải mất rất nhiều thời gian, biết đâu chừng nửa năm đến một năm sau họ sẽ bình an trở ra lại. Ngô Bình liền nói, không được, con phải đến núi Hỗn Độn. La Thiên Tướng nhìn anh, đồ đệ, bây giờ con vẫn chưa có tư cách vào núi Hỗn Độn, muốn lên núi thì nhất định phải đạt đến cảnh giới bất tử mới được. Ngô Bình dừng lại, vẻ mặt lo lắng. La Thiên Tướng, tôi đã bói một quẻ, cha con có lẽ không sao cả nhưng Lữ Thuần Dương thì lại gặp nguy hiểm. Ngô Bình gật đầu, không sao thì tốt rồi, con sẽ cố bứt phá nhanh nhất có thể, đến núi Hỗn Độn để tìm họ. La Thiên Tướng, vốn dĩ tôi không định nói cho con biết. Chỉ là chuyện này liên quan đến cha con nên ta cũng không thể giấu. Con bình tĩnh trước đã, ta giúp con nghĩ cách. Ngô Bình, vâng, đa tạ sư tôn. La Thiên Tướng vỗ nhẹ lên vai anh, đừng lo lắng quá, con là người may mắn, người nhà con cũng sẽ được may mắn, không dễ gì có chuyện đâu. Còn nữa, chuyện quan trọng nhất là bản thân con phải lớn mạnh, con càng mạnh thì người nhà con sẽ càng an toàn. Ông trời trước giờ chỉ ức hiếp người mềm yếu. Con càng mạnh mẽ thì trời sẽ càng chiếu cố đến con càng yếu đuối thì sẽ càng xui xẻo, ông trời sẽ càng ngược đãi con. Ngô Bình, sư tôn, đồ đệ đã hiểu rồi. Ngô Bình cũng biết bây giờ mình không thể làm gì được, chỉ có thể không ngừng nâng cao tu vi. Anh cúi người xuống với La Thiên Tướng, sư tôn, mong sư tôn để tâm đến chuyện của bố con. La Thiên Tướng gật đầu, con yên tâm, ta sẽ dùng hết các mối quan hệ để nhanh chóng nghe ngóng tung tích của bố con. Ngô Bình, sư tôn, chuyện kết hôn với Thượng quan Linh Nhi,
con đã đồng ý rồi. Trước đó là La Thiên Tướng bảo anh đồng ý, ít nhiều gì anh cũng có chút oán trách đối phương, nhưng bây giờ anh lại chủ động muốn kết hôn với Thượng Quan Linh Nhi, vì anh muốn vào Huyền Hoàng Hải, nhận được truyền thừa của đạo tổ, từ đó nhanh chóng nâng cao tu vi. La Thiên Tướng, đại hội đấu kiếm vừa kết thúc, con có thể đính hôn với Thượng Quan Linh Nhi, đợi khi bố con bình an quay về thì các con chính thức kết hôn. Ngô Bình, Sư Tôn, con nhất định phải vào đại thế giới kiếm đạo để tìm hiểu. La Thiên Tướng, vậy là tốt nhất, đại thế giới kiếm đạo có truyền thừa là kiếm đạo, là thánh địa mà các kiếm tu trong thiên hạ muốn đến nhất. Nếu con có thể có thu hoạch gì ở đó, thành tựu trong tương lai chắc chắn sẽ vượt xa Sư Tôn. Còn 3 ngày nữa, mấy ngày nay con cứ yên tâm tu luyện để giành lấy vị trí cao trong đại hội đấu kiếm. Ngô Bình gật đầu, vâng. Ngô Bình nói một tiếng với Thượng Quan Linh Nhi, cô ấy rời đi trước. Sắp đính hôn nên cô ấy muốn quay về chuẩn bị một chút. Tiễn Thượng Quan Linh Nhi đi, Ngô Bình bắt đầu bế quan khổ luyện, lĩnh hội ý kiến âm dương mà kiếm lão truyền cho anh. Ý nghĩa này đến từ ý nghĩa kiếm đạo trong âm dương kiếm cung. Anh đã lĩnh hội sơ bộ, bây giờ anh muốn tu luyện thêm về ý nghĩa âm dương để chuẩn bị cho đại hội đấu kiếm 3 ngày sau. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thoáng chốc trôi qua, đến khi anh có được thu hoạch thì đã đến buổi tối trước ngày đại hội đấu kiếm. Anh không tu luyện thêm nữa, cho bản thân nghỉ ngơi thả lòng, pha một tách trà, vừa thưởng thức trà vừa lấy một cuốn sách ra. Cuốn sách này, anh tìm được trong kho sách ở Thiên Đạo Môn, lúc đó cứ nghĩ bất thường bèn cất đi, sau đó anh mới phát hiện trong cuốn sách này chỉ có một con mọt sách. Không biết con mọt sách đó đã gặm bao nhiêu sách, mà hễ là sách bị nó gặm thì nội dung đều được ghi lại vào trong đầu nó, nên lúc luân hồi đại kiếp anh dẫn theo con mọt sách này. Con mọt sách chui ra khỏi đống sách, híp mắt nhìn Ngô Bình, thế là anh bèn lấy ra mấy cuốn sách cho nó ăn, những cuốn sách này đều là do anh mua. Tuy không đáng bao nhiêu nhưng cũng đủ để con mọt gặm trong một thời gian. Mọt sách, trong những cuốn sách mày từng ăn, có nội dung nào nói về ý nghĩa âm dương và kiếm đạo không, anh hỏi. Con mọt sách ngẩng đầu, há miệng phun ra một bong bóng đủ màu sắc, bên trong bong bóng này có rất nhiều chữ đang chuyển động. Mắt Ngô Bình sáng lên, vươn tay bắt lấy bong bóng, thoáng chốc đã hấp thu nội dung bên trong. Những nội dung này bao gồm hơn 1.000 cuốn sách về ý nghĩa âm dương và kiếm đạo. Sau khi đọc xong, anh rơi vào trầm tư, ngồi bất động ở đó. Sau 2 tiếng đồng hồ, anh khẽ mỉm cười, vung tay phải lên, một luồng sáng đỏ bay ra, đây là kiếm quang của anh, sử dụng kiếm lực của lửa thần hỗn mang. Tay trái vung lên, một luồng sáng tím nổ tung, kiếm quang này sử dụng kiếm lực sấm sét. 2 luồng kiếm quang một trái một phải, mỗi cái đều thể hiện ra uy lực siêu phàm, sấm sét nhanh chóng chuyển động trong bóng đêm, lửa thần đan thành lưới lửa. Phong tỏa không gian xung quanh khiến cho mục tiêu không có chỗ thoát. Luyện qua vài lần, lưới lửa và sấm chớp ngày càng được phối hợp chặt chẽ, hoàn hảo. Trong đòn cuối cùng, một tia sét xuất hiện ở mọi hướng, còn lưới lửa cũng bao quanh mọi hướng. Uy lực của đòn tấn công này đủ để giết chết các thần tiên khá mạnh. Ngô Bình đặt tên cho thần thông kiếm đạo này là Bát Hỏa Thần Lôi. La Thiên Tướng, Phân Lôi Đỉnh là một trong 8 nơi nguy hiểm nhất ở núi Hỗn Độn. Có rất nhiều người đã chết ở đó. Tất nhiên cũng một số người đã lấy được lợi ích lớn từ Vân Lôi Đỉnh. Lữ Thuần Dương đến đây chỉ để lấy quả lôi vân về nhằm nâng cao tư chất của bố con. Ngô Bình nhớ Lý Niệm Tổ đã hấp thụ sức mạnh sấm sét của Thái Cổ Thần Vương, có lẽ vì lý do này mà Lữ Thuần Dương muốn lấy quả lôi vân cho ông ấy. Anh nói, cảm ơn Sư Tôn, anh biết rõ La Thiên Tướng đã sử dụng tài nguyên rất lớn để nghe ngóng được mấy tin tức này. La Thiên Tướng, người không sao rồi, còn có thể yên tâm tu hành rồi. Không còn sớm nữa, chúng ta đi thôi. Tả Kỳ Phong và Hoa Nguyên Cát đi theo, Ngũ Long Thiên Quân và mấy trưởng lão của Thiên Địa Kiếm Tông cũng đi cùng, có thể thấy Thiên Địa Kiếm Tông cũng rất xem trọng đại hội đấu kiếm lần này. Không gian xung quanh méo mó, Ngô Bình cũng không quan tâm, nhắm mắt nghỉ ngơi. Khoảng 1 tiếng sau đột nhiên nghe Hoa Nguyên Cát nói, sư đệ, đến rồi. Ngô Bình mở mắt ra thì thấy lúc này đoàn người đang ở trong vũ trụ vô tận, phía trước cách đó không xa là một chùm sáng có hình bầu dục, bên trong nó là một thế giới, đại thế giới kiếm đạo. Anh cảm thấy trạng thái của đại thế giới hoàng huyền và hạ giới giống nhau bèn hỏi, em cứ nghĩ đại thế giới kiếm đạo là một phần của tiên giới, hóa ra nó là một thế giới độc lập. Ngũ Long Thiên Quân, năm đó kiếm tổ vô địch thiên hạ, không ai có thể đánh lại ông ấy, đại thế giới mà ông ấy mở ra dĩ nhiên cũng phải kiêu ngạo và độc lập. Không thể nào dựa vào thế lực nào khác.
Ngô Bình, kiếm đạo quân là cường giả mạnh nhất ở đại thế giới kiếm đạo sao? Ngũ Long Thiên Quân, tất nhiên là không phải, ông ta chẳng qua là một người bị đẩy ra cho người ngoài nhìn thấy mà thôi. Theo tôi được biết, bốn vị mạnh nhất ở đại thế giới kiếm đạo là bốn môn chủ của bốn kiếm môn lớn. Ngô Bình, bốn kiếm môn lớn nào? Ngũ Long Thiên Quân, bốn kiếm môn lớn ứng với bốn kiếm cung lớn, tức là Âm Dương Kiếm Môn, Thiên Tượng Kiếm Môn, Thái Hư Kiếm Môn, Thái Ất Kiếm Môn. Ngô Bình, hóa ra đại thế giới kiếm đạo lại có thực lực mạnh như thế. Ngũ Long Thiên Quân cười nói, năm đó đại thế giới kiếm đạo suýt chút nữa phá vỡ phòng tuyến của thiên giới, thống nhất thiên giới. Mặc dù sau đó thất bại nhưng lại có ảnh hưởng quá nhiều, cho nên kiếm đạo đại hưng sinh ra rất nhiều thiên tài kiếm đạo. Mà kiếm tiên mạnh mẽ, cuối cùng thường muốn đi vào triều thánh ở đại thế giới kiếm đạo. La Thiên Tướng, à phải rồi, Lữ Thuần Dương từng là đệ tử của đại thế giới kiếm đạo. Ngô Bình sửng sốt, sư tổ của con xuất hiện từ đại thế giới kiếm đạo. La Thiên Tướng, Lữ Thuần Dương vốn dĩ là một kiếm tiên, điều này chẳng có gì kỳ lạ. Đệ tử, Lữ Thuần Dương đã từng là thiên tài ở đại thế giới kiếm đạo nhưng ông ta bị người khác tính kế và thua thảm hại. Kể từ đó, ông ta không bao giờ bước chân vào đại thế giới kiếm đạo nữa. Ngô Bình, có chuyện này à? La Thiên Tướng, vào trong rồi ta nói rõ ràng cho con nghe. Nhóm người nhanh chóng đi vào trong đại thế giới kiếm đạo, ở giữa có một thần niệm bá đạo càn quét. Thần niệm này hình như không phải là người, mạnh đến mức khiến người ta hoảng sợ. Bay được một lúc, Ngô Bình nhìn thấy một võ đài rất lớn lơ lửng trên bầu trời, hàng ngàn bục mây nằm rải rác xung quanh, mỗi bục đều có kích thước mấy mươi mét vuông, mọi người có thể ngồi trên đó. Trên bục mây có bàn ghế, rượu và trái cây được đặt trên bàn, còn có vài tiên đồng đang chờ đợi phục vụ ở xung quanh. Trên mỗi bục mây đều viết tên, trong số đó có một tấm thẻ bằng ngọc nhỏ, bên trên viết bốn chữ Thiên Địa Kiếm Tông. Mấy người họ đáp xuống bục mây, ai nấy tự ngồi vào chỗ. Từ đây nhìn xuống có thể nhìn thấy rõ võ đài cực lớn đó. Hoa Nguyên Cát, sư đệ, đó là võ đài đấu kiếm, nơi kiếm tu so tài cao thấp đỉnh cấp nhất thiên hạ. Tả Kỳ Phong, ngày mai mới bắt đầu cuộc đấu kiếm chính thức, hôm nay chủ yếu là kiếm đạo quân ra nói vài câu, mời mọi người đồng thời cân đối hài hòa liên minh kiếm đạo. Ngô Bình, liên minh kiếm đạo chắc là liên minh các thế lực kiếm đạo lớn nhỉ? La Thiên Tướng, kiếm đạo quân hy vọng tất cả các môn phái kiếm đạo lớn sẽ chuyển đến đại thế giới kiếm đạo. Đại thế giới kiếm đạo vô cùng rộng lớn, ngay cả khi tất cả các môn phái chuyển đến đây, cũng có thể chứa được hết. Ngô Bình, Sư Tôn, Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta có muốn không? La Thiên Tướng, tất nhiên là không muốn. Ở đại thế giới huyền hoàng, mặc dù chúng ta không bằng huyền hoàng môn nhưng cũng không thua kém quá nhiều, không cần nhìn sắc mặt của người ta. Nhưng một khi đến đại thế giới kiếm đạo sẽ không giống nhau, chúng ta phải nhìn sắc mặt bốn môn chủ lớn và kiếm đạo quân trước khi làm việc gì. Chúng ta phải tuân theo những quy tắc họ đặt ra. Ngũ Long Thiên Quân, thế nên chuyện liên minh kiếm đạo đã nhắc lại mấy trăm lần vẫn chưa thể thành lập được. Mấy người họ nói chuyện phiếm một hồi, Ngô Bình lấy lá trà và hạt dưa ra đãi mọi người. Đang nói chuyện thì bỗng có một luồng kiếm quang đánh tới, Ngũ Long Thiên Quân vội phát ra tia sáng bảo vệ mọi người. Một tiếng động lớn vang lên, bục mây của mấy người Ngô Bình bị đánh bay ra xa hàng chục dặm, mà vị trí ban đầu đã bị một bục mây khác lớn hơn chiếm cứ. Nhìn thấy bục mây đó, Ngũ Long Thiên Quân tức giận nói, là người của Cửu Thiên Kiếm Vực. Có mấy mươi người đứng trên bục mây đó, một người trong đó mặc đế bào, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó tự tốn ngồi xuống. Sắc mặt La Thiên Tướng rất khó coi, ông ta trầm giọng, Chu Vân Thiên, ông quá đáng lắm đấy. Một người đàn ông trung niên đứng bên cạnh người đàn ông đế bào, dáng người cao gầy, lạnh lùng nói, La Thiên Tướng, ông không phục sao? Nếu không phục thì đánh với tôi một trận, nếu không thua thì nhường lại vị trí trưởng môn, thế nào? La Thiên Tướng lạnh lùng nói, Chu Vân Thiên, tôi nể tình nghĩa đồng môn nên mới không giết ông đừng không biết tốt xấu như thế. Người đàn ông đế bào nói, khẩu khí lớn đấy, đệ tử của Thương Huyền Kiếm đế tôi cũng là người mà ông có thể giết sao? Người này chính là một trong năm kiếm đế lớn của Cửu Thiên Kiếm Vực Thương Huyền Kiếm Đế, là sư tôn của Chu Vân Thiên. Ngũ Long Thiên Quân lạnh lùng nói, Thương Huyền Kiếm Đế, ông xem tôi là không khí à? Dọa đệ tử của tôi là hành vi tiền bối có thể làm sao? Thương Huyền Kiếm Đế, Ngũ Long, một kiếm tu hạng ba như ông vẫn không có tư cách để nói chuyện với kiếm đế tôi.
Những lời này là sự sỉ nhục với Ngũ Long Thiên Quân, ông ấy đứng phát dậy, Thương Huyền Kiếm Đế, ông tưởng tôi sợ ông sao? Thương Huyền Kiếm Đế cười nhạo, ông không sợ sao? Nếu không sợ thì có dám đỡ một kiếm của tôi không? Sắc mặt Ngũ Long Thiên Quân thay đổi liên tục, ông ấy đang định nói thêm gì đó thì La Thiên Tướng đã lớn tiếng nói, có việc thì vãn bối xin góp sức, Chu Vân Thiên, nếu ông thách đấu tôi trước thì tôi sẽ đánh với ông. Nếu ông thua thì tự sát tại chỗ, nếu tôi thua, tôi sẽ nhường lại vị trí trưởng môn của Thiên Địa Kiếm Tông. Hai mắt Chu Vân Thiên sáng lên, ông ta đã chờ đợi hôm nay lâu rồi, vừa rồi ông ta ra tay khiêu khích đánh bay bục mây của Thiên Địa Kiếm Tông, chỉ mong La Thiên Tướng không nhịn được mà ra tay với mình. Quả nhiên La Thiên Tướng không kìm được tức giận, chấp nhận lời thách đấu của ông ta. Ông ta cúi người với Thương Huyền Kiếm Đế, Sư Tôn, xin cho phép đệ tử khiêu chiến với La Thiên Tướng. Thương Huyền Kiếm Đế biết cảnh giới của hai người ngang nhau nhưng Chu Vân Thiên đã học được Cửu Thiên Kiếm Kinh từ mình, nhất định có thể đánh bại được La Thiên Tướng chỉ mới tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết. Ông ta gật đầu, được rồi, giết La Thiên Tướng được thì con đến làm trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Địa Kiếm Tông, sáp nhập Thiên Địa Kiếm Tông vào Cửu Thiên Kiếm Vực. Thấy bên này sắp đấu kiếm, tất cả các thế lực đều di chuyển sang bục mây xem trò hay. Lúc này, một độn quang rơi xuống trước mặt hai bên, đó là một thiếu niên mười mấy tuổi, lưng đeo trường kiếm, cậu ta lạnh nhạt nói, ông cụ nói, nếu đã muốn đấu kiếm thì nên đến võ đài đấu kiếm. Được. Hai người biến thành hai luồng kiếm quang rồi cùng lúc đáp lên võ đài đấu kiếm. Hoa Nguyên Cát lo lắng, Thái Sư Tôn, làm sao bây giờ? Thiên Địa Kiếm Quyết của chúng ta là công pháp phương phẩm, còn Cửu Thiên Kiếm Kinh là công pháp đế phẩm, cách biệt này càng về sau này càng lộ rõ hơn. Ngũ Long Thiên Quân khẽ thở dài, Thiên Tướng không muốn ta chết trong tay Thương Huyền Kiếm Đế nên mới liều như thế. Chỉ có Ngô Bình sắc mặt vẫn không đổi, đừng lo lắng, Sư Tôn sẽ có thể đánh thắng Chu Vân Thiên. Ngũ Long Thiên Quân, Tiểu Bình, con nói vậy là có căn cứ gì? Ngô Bình, Thái Sư Tôn, khoảng thời gian trước Sư Tôn của con bế quan, ông vẫn không biết sao. Ngũ Long Thiên Quân, là bế quan một thời gian, nhưng ta không nhận ra tu vi của nó tăng lên. Ngô Bình cười nói, không phải tăng tu vi mà là điều chỉnh Thiên Địa Kiếm Quyết. Lúc đầu ông sửa lại Thiên Địa Kiếm Quyết dựa vào Thiên Cơ Kiếm Kinh, làm cho nó đạt đến công pháp đế phẩm, uy lực thậm chí còn cao hơn Cửu Thiên Kiếm Kinh rất nhiều, dù sao Cửu Thiên Kiếm Kinh xuất phát từ một phần của Thiên Cực Kiếm Kinh, mà Thiên Địa Kiếm Quyết bắt nguồn từ công pháp thiên phẩm hoàn chỉnh, mới có thể phân cao thấp. Ngũ Long Thiên Quân, thảo nào ta cứ cảm thấy khí tức của Thiên Tướng ổn định và sắc bén hơn trước kia. Ngô Bình, hơn nữa tu vi của Sư Tôn cao hơn Chu Vân Thiên nửa cảnh giới, căn cơ cũng có nền tảng hơn ông ta nên không có lý nào ông ấy lại thua được. Trong khi đang nói chuyện, trận chiến đã bắt đầu, hai kiếm vân hình người phóng lên trời, nhanh chóng đụng vào nhau, kiếm vân quá nhanh, đến mức va chạm mấy vạn lần chỉ trong phút chốc, mỗi lần đều tạo ra làn sóng chấn động khủng khiếp. Trong đó kiếm vân của La Thiên Tướng là màu đỏ tím, còn của Chu Vân Thiên là màu xám xanh. Kiếm vân màu đỏ tím đột nhiên thu lại hung hăng chém kiếm vân màu xám xanh khác thành hai mảnh, nhưng kiếm vân màu xám xanh lại hợp thành một trong thoáng chốc nhưng khí thế vẫn yếu hơn một nửa. Kiếm vân đỏ tím liên tục chấn động phát ra kiếm khí kinh người, đánh về phía kiếm vân xám xanh từ khắp mọi hướng. Kiếm vân xám xanh bị đánh đến mức hoảng loạn, bên trong vang lên tiếng gào thét tức giận của Chu Vân Thiên. Thiên địa nhất kích. Ầm ầm. Trên trời là một luồng kiếm quang màu tím. Dưới đất là một luồng kiếm quang màu đỏ, hai kiếm quang đồng thời xuất hiện, một trên một dưới hợp sức đánh kiếm quang xám xanh, đây là tuyệt học kiếm đạo của La Thiên Tướng kiếm pháp, một đòn tất chết. Kiếm vân xám xanh cảm thấy được nguy hiểm, Chu Vân Thiên nghiêm trọng nói, Cửu Thiên chém tiên. Sau đó kiếm quang xám xanh biến thành một cặp vòng kép đan xen vào nhau, xoay chuyển đỡ đòn tấn công thiên địa. Một âm thanh vang lên, ánh sáng rực rỡ chiếu khắp mọi hướng khiến mọi người chói mắt, không mở ra được. Đến khi ánh sáng mở đi, mọi người nhìn thấy Chu Vân Thiên ngồi bệt trên mặt đất, quần áo xộc xếch, vẻ mặt thất thần. La Thiên Tướng bước lên kiếm quang màu đỏ, ánh mắt lộ ra thần quang màu tím, khí tức kinh người, dường như ông ta vẫn chưa đánh hết sức nhưng Chu Vân Thiên đã thua rồi. Thương Huyền Kiếm Đế đứng phát dậy, quát không thể nào. Thiên Địa Kiếm Quyết sao có thể đánh bại Cửu Thiên Kiếm Kinh? La Thiên Tướng, có phải ông lén trộm Cửu Thiên Kiếm Kinh của kiếm vực tôi không? La Thiên Tướng lạnh lùng nói, Thương Huyền Kiếm Đế, ông nghĩ nhiều quá rồi, Thiên Địa Kiếm Quyết là công pháp nhất đẳng đế phẩm,
mạnh hơn cả Cửu Thiên Kiếm Kinh. Nói xàm, Thiên Địa Kiếm Quyết là công pháp phương phẩm, chuyện này không ai không biết. La Thiên Tướng nói, đấy là trước đây thôi, bây giờ Thiên Địa Kiếm Quyết là công pháp nhất đẳng đế phẩm. Thương Huyền Kiếm Đế đột nhiên như hiểu ra được gì đó, nói từng chữ một, Thiên Địa Kiếm Tông các người có được kỳ ngộ, nâng cao được đẳng cấp của Thiên Địa Kiếm Quyết sao? La Thiên Tướng, không sai. Thương Huyền Kiếm Đế im lặng, ông ta vung tay áo, Chu Vân Thiên đang lử đừ trên mặt đất bỗng hóa thành một làn sương máu rồi tan biến giữa đất trời. Thì ra ông ta đã bị La Thiên Tướng giết chết từ lâu, lúc nãy chỉ là tàn hồn của ông ta nói chuyện mà thôi. Những người đứng xem không ai không giật mình, không ngờ Thiên Địa Kiếm Tông lại có công pháp nhất đẳng đế phẩm. Rốt cuộc là kỳ ngộ thế nào? Phải biết rằng thế lực siêu cấp như Âm Dương Giáo thì công pháp của họ cũng chỉ là nhất đẳng đế phẩm mà thôi. La Thiên Tướng quay về lại Vân Đài, Ngũ Long Thiên Quân mỉm cười, nói, Thiên Tướng, con làm tốt lắm. La Thiên Tướng nói, Sư Tôn, để lát về con sẽ nói kỹ hơn về chuyện kiếm quyết với người. Ngũ Long Thiên Quân gật đầu, được. Tả Kỳ Phong, Hoa Nguyên Cát vui mừng, đồng thanh chúc mừng La Thiên Tướng. La Thiên Tướng nhìn Ngô Bình. Nói, đồ đệ, con thấy kiếm đó của ta thế nào? Ngô Bình suy nghĩ rồi nói, còn kém một chút, kiếm đó mượn sức mạnh của trời đất, hủy đi thần hình của Chu Vân Thiên nhưng cuối cùng sức mạnh của trời đất vẫn không thể tạo nên đòn siêu cấp. Đòn siêu cấp là chỉ lúc xuất chiêu, kết hợp thiên thời địa lợi, từ đó hình thành nên một chiêu thức có uy lực gấp bội. Thường thì đòn siêu cấp là thứ không thể cưỡng cầu, nó thuộc kiểu trời cho ai nấy hưởng. La Thiên Tướng nói, ta cũng đã cảm nhận được. Chỉ là đòn siêu cấp chỉ có thể dựa vào vận may và thời cơ, ta không thể nào chủ động nắm bắt. Ngô Bình, sớm muộn gì thì Sư Tôn cũng có thể kiểm soát được. La Thiên Tướng, ta không so được với con nắm giữ được 9 tầng hóa kình trong luân hồi đại kiếp, điều này có ích rất nhiều cho việc tu hành sau này của con. Ngũ Long Thiên Quân, trận chiến hôm nay cũng xem như đã làm rạng danh Thiên Địa Kiếm Tông. Thiên Tướng, lúc nào con bứt phá? La Thiên Tướng, sau khi đại hội đấu kiếm kết thúc, đệ tử sẽ bế quan, tiến thẳng lên chân tiên tam cảnh. Ngũ Long Thiên Quân gật đầu, tốt quá rồi, còn đạt đến chân tiên tam cảnh thì cũng cách bán bộ đại la không xa nữa rồi. Có hai sư đồ con ở đây thì Thiên Địa Kiếm Tông sợ gì không thể vực dậy. Ngô Bình, Sư Tôn lên bán bộ đại la thì ắt cũng có thể lên được kiếm đế. La Thiên Tướng, nhưng chỉ có mình ta thì không đủ sức. Tiểu Bình. Hy vọng con có thể mau chóng trưởng thành. Lúc này, một tiên đồng tiến đến, nói, La Tông chủ nhân nhà ta có lời mời. La Thiên Tướng hơi bất ngờ, kiếm đạo quân muốn gặp ta. Vâng. La Thiên Tướng trầm ngâm một lúc rồi nói, được, xin hãy dẫn đường. Lúc La Thiên Tướng đi thì đã thầm truyền âm cho Ngô Bình, Tiểu Bình, nếu nửa canh giờ nữa mà ta vẫn chưa về thì con phải lập tức rời khỏi đây. Ngô Bình giật mình, Sư Tôn, sao người lại nói thế? La Thiên Tướng, sau khi ta đi, con hãy đến Huyền Hoàng Môn tìm Thượng Quan Tề Sinh, chăm lo tu luyện. Tu vi của kiếm đạo quân cực kỳ cao, nhất định ông ta muốn biết được bí mật của Thiên Cực Kiếm Kinh từ chỗ con. Ngô Bình hoang mang, kiếm đạo quân muốn đối phó với Sư Tôn sao? La Thiên Tướng, tốt nhất là đối phương không có suy nghĩ đó, nếu như có thì chắc chắn ta sẽ bị kiếm đạo quân nhốt lại. Ngô Bình, Sư Tôn, bây giờ chúng ta rời khỏi đây. Muộn rồi, La Thiên Tướng thở dài, nếu không may đúng như dự đoán của ta thì con cũng đừng tham gia đại hội đấu kiếm nữa, nếu không sẽ bị hại chết. Ngô Bình trầm ngâm, anh hiểu đây là thế giới kẻ mạnh ức hiếp kẻ yếu, trước đây Thiên Địa Kiếm Tông chỉ có công pháp Thiên Địa Kiếm Quyết phương phẩm, hơn nữa, thực lực rất mạnh nên các thế lực cùng cấp không dám nhòm ngó. Nhưng bây giờ thì khác, Thiên Địa Kiếm Tông có công pháp nhất đẳng đế phẩm. Đương nhiên sẽ khiến các thế lực mạnh hơn nhòm ngó đến, chữ tài đi với chữ tai là chỉ chuyện này đây. La Thiên Tướng biết rõ đánh nhau với Chu Vân Thiên sẽ rất nguy hiểm, nhưng ông ta vẫn ra tay. Vì nếu ông ta không ra tay thì nhất định Ngũ Long Thiên Quân sẽ ra tay, sau đó sẽ chết dưới kiếm của Thương Huyền Kiếm Đế. Mà một khi Ngũ Long Thiên Quân chết thì cuối cùng, người làm đệ tử như ông ta cũng vẫn phải ra tay, nếu không Thiên Địa Kiếm Tông sẽ chẳng còn mặt mũi. Vì vậy ông ta không còn cách nào khác. Biết rõ hậu quả nghiêm trọng nhưng vẫn ra tay quyết đoán. Tốc độ trao đổi bằng thần niệm cực kỳ nhanh, chỉ trong tích tắc hai bên đã nói chuyện rất nhiều. Ngô Bình hầm hầm nói, Sư Tôn, nếu kiếm đạo quân dám nhốt người thì con nhất định sẽ giết chết ông ta ngay khi đạt đến chân tiên.
La Thiên Tướng lạnh lùng đáp, thân là người tu hành, phải biết cúi đầu và nhẫn nhục, chỉ cần có thể sống, thì tất cả đều sẽ có hy vọng. Được rồi Đồ Nhi, nếu ta không chết, hy vọng chúng ta vẫn còn có ngày gặp lại. La Thiên Tướng nói xong thì đã đi rất xa rồi. Ngũ Long Thiên Quân dường như cũng đã đoán ra được điều gì, vẻ mặt rất khó coi, ông ta nói với Ngô Bình, còn lâu mới đến đại hội đấu kiếm, Tiểu Bình, thế giới kiếm đạo rất rộng lớn, mấy đứa tiểu bối các con hãy ra lăn lộn đi. Ngô Bình xúc động, nói, vâng ạ. Thế là anh và Hoa Nguyên Cát, Tả Kỳ Phong cùng bay khỏi Vân Đài, tiến về phía xa. Đại hội đấu kiếm không cấm phạm vi hoạt động của người tham gia nên lúc họ rời đi không có ai ngăn cản. Ngô Bình bay được mấy ngàn dặm thì đột nhiên đứng lại, anh nói, hai vị sư huynh, chúng ta chia nhau hành động đi. Hoa Nguyên Cát ngây ra, sư đệ, tại sao phải chia nhau ra? Ngô Bình hạ giọng nói, sư tôn có khả năng sẽ gặp nguy hiểm, bị kiếm đạo quân nhốt, một khi ông ta nhốt sư tôn lại thì nhất định sẽ ra tay. Mọi người đi chung với em thì sẽ gặp nguy hiểm. Hai người họ giật mình, đồng thanh đáp, sao có thể? Ngô Bình, không kịp giải thích nữa rồi, em đi trước đây, hai người mau chóng rời khỏi thế giới kiếm đạo, quay về thiên địa kiếm tông đi. Anh vừa dứt lời thì liền thi triển lôi đột, biến mất trong tích tắc. Ngô Bình đang bay trên không trung thì bỗng có một luồng kiếm quang chém đến với tốc độ cực kỳ nhanh, phát ra ba màu kỳ lạ, chém ngay lên người anh. Bụp! Một luồng kiếm khí sáng chói xuất hiện trong đan điền của anh, chém về phía đạo thụ. Rắc rắc! Thân đạo thụ bị chém đứt, kéo theo đạo cơ của anh cũng hỏng theo. Chỉ trong tích tắc, mấy cái đỉnh đồng loạt rung lắc, một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện, kiếm khí bỗng biến mất. Trong một căn nhà tranh, có một tu sĩ trung niên, khuôn mặt tròn với ba tròm râu, mắt phượng, mày dài màu vàng kim, mặc trên người một bộ đồ trắng. Bỗng dưng ông ta búng ngón tay phải, một luồng kiếm quang ba màu phóng ra, chém về Ngô Bình ở phía xa. Nhưng sau khi kiếm quang chém trúng Ngô Bình thì chẳng có phản ứng gì nữa. Một lúc lâu sau, ông ta mới mỉm cười, nói, La Tông Chủ, đệ tử này của ông được lắm, không ngờ chiêu tam sinh trảm của ta lại không giết được hắn. Có điều tam sinh chẳng có thể chạm quá khứ, hiện tại và tương lai, dù hắn không chết thì cũng tàn phế thôi. Lúc này La Thiên Tướng đang quỳ trước mặt tu sĩ trung niên, dường như đã bị trói chặt, không cách nào động đậy, ông ta nói, đạo quân việc gì phải giết chết một đứa trẻ chứ? Để nó tham gia đại hội đấu kiếm chẳng phải tốt hơn sao? Người đàn ông trung niên chính là kiếm đạo quân, ông ta nói, tôi đã nhìn thấy kiếm pháp mà ông thi triển, nhất định ngươi đã xem thiên cực kiếm kinh hoàn chỉnh đúng không? La Thiên Tướng, chuyện này có liên quan gì đến đệ tử của tôi? Kiếm đạo quân mỉm cười, nói ta nhận ra được tư chất của thằng nhóc đó đặc biệt hơn người, không chừng ông đã truyền kiếm quyết cho hắn từ lâu. Công pháp thiên phẩm chỉ có thể dành cho một người học, nếu tôi giữ lại hắn, ngộ nhỡ hắn nắm được thiên cực kiếm kinh vậy tôi biết nói lý với ai? La Thiên Tướng thở dài, với thực lực của đạo quân, thiên hạ không có mấy ai là đối thủ, ngài lại còn có truyền thừa từ kiếm tổ. Việc gì cứ phải có thiên cực kiếm kinh làm gì? Kiếm đạo quân, truyền thừa của kiếm tổ không phải thứ tôi có thể đạt được. Nhưng không chừng thiên cực kiếm kinh lại có thể, hơn nữa, nếu luyện thành thiên cực kiếm kinh thì cơ hội ta có được kiếm đạo truyền thừa sẽ càng cao. Vì vậy, bây giờ ông nhất định phải nói cho ta biết thiên cực kiếm kinh hoàn chỉnh từ đâu mà ra. La Thiên Tướng, tôi đã xóa đoạn ký ức về thiên cực kiếm kinh rồi, bây giờ tôi không biết gì cả. Kiếm đạo quân nhíu mày. Xóa đi một đoạn ký ức là cách tốt nhất để bảo vệ bí mật, dù ông ta có là Đại La Kim Tiên thì cũng không làm gì được. Không nói thì tôi sẽ nhốt ông mãi, kiếm đạo quân nói. La Thiên Tướng, đạo quân, bây giờ tôi không có chút giá trị nào với ngài, sao ngài không thả tôi đi? Một thiên địa kiếm tông nhỏ bé tuyệt đối sẽ không dám tìm tới đại thế giới kiếm đạo để trả thù đâu. Kiếm đạo quân, thế giết ông chẳng phải khỏe hơn sao? La Thiên Tướng nói, giết tôi có lợi gì đâu, thiên địa kiếm tông có ba vị thái thượng trưởng lão được phong làm thiên quân, cũng được xem như là người bên cạnh đại thiên tôn rồi. Giết tôi không những không có lợi, ngược lại còn bị đại thiên tôn nghi kỵ. Kiếm đạo quân, tôi không giết ông, cho ông thêm vài tháng nữa, ông nghĩ cách nói cho tôi biết bí mật của thiên cực kiếm kinh. Nếu không tôi sẽ khiến ông sống không bằng chết. Một bên khác, đạo thụ của Ngô Bình bị chặt gãy, anh phun ra một ngụm máu tươi. Đạo cơ bị tổn hại. May là thương tổn không quá nghiêm trọng, chỉ cần tu luyện một khoảng thời gian là có thể hồi phục. So với việc bị thương,
điều anh lo nhất là an toàn của bản thân. Bây giờ anh không thể rời khỏi đại thế giới kiếm đạo được, buộc phải nghĩ cách ẩn nấp mới được. Anh tìm một chỗ yên tĩnh, thi triển đại mệnh vận thuật, ép mình thay đổi số mệnh. Đương nhiên, việc thay đổi số mệnh này chỉ là tạm thời, lúc nào anh cũng có thể khôi phục lại vận mệnh của mình. Vận mệnh của một người thay đổi thì cơ thể, khí chất đều sẽ có thay đổi. Vẻ ngoài của Ngô Bình lúc này đã hơi thay đổi, khí thế cũng không còn sắc bén như trước nữa. Anh bay một đoạn, tới một thành thị không lớn cũng không nhỏ. Anh vào trong thành tìm một khách sạn nghỉ ngơi, sau đó nghe ngóng tình hình ở đây. Nghe ngóng xong mới biết, không phải ai cũng có thể rời khỏi đại thế giới kiếm đạo được, chỉ có cao thủ đạt đến cấp bậc kiếm tông mới có thể ra bên ngoài. Kiếm tông không phải là một cảnh giới tu hành, mà là cảnh giới kiếm đạo, là mức độ thấu hiểu đối với kiếm đạo. Ở đại thế giới kiếm đạo, danh xưng từ thấp đến cao lần lượt là kiếm sĩ, kiếm sư, đại kiếm sư, kiếm tông, kiếm vương, kiếm hoàng, kiếm thánh, kiếm tổ, kiếm đạo chí tôn 9 tầng lớn. Tu sĩ ở đại thế giới kiếm đạo xem trọng việc tu luyện tâm linh, họ cho rằng khi tâm linh đủ mạnh mẽ thì cảnh giới sớm muộn gì cũng sẽ tăng. Cũng giống như thầy luyện đan, kiếm sĩ, kiếm sư đều cần một cơ cấu chứng nhận riêng, chỉ khi đạt được cảnh giới tâm linh thì mới nhận được danh xưng tương ứng. Ở khách sạn 3 ngày, vết thương của Ngô Bình cơ bản đã khỏi. May nhờ Cửu Đỉnh giúp đỡ, nếu không dù anh không bị giết thì cũng mất sạch tu vi. Trong vòng 3 ngày, Ngô Bình đã lên kế hoạch xong, anh quyết định thi lấy chứng nhận kiếm tông, sau đó rời khỏi đại thế giới kiếm đạo. Anh điều tra được tổ chức chứng nhận thân phận kiếm tông tên là Hội quán Kiếm đạo, thành phố bên cạnh có một trụ sở. Mới sáng sớm anh đã lên đường tới thành phố bên cạnh, thành Thiên Vũ. Thành Thiên Vũ là một thành phố khá lớn, nơi này vốn chỉ là một trấn nhỏ, nhưng nhờ đã sinh ra một vị kiếm hoàng mạnh mẽ Thiên Vũ Kiếm Hoàng, nhờ ơn của kiếm hoàng nên trấn nhỏ dần dần trở nên phồn hoa, cuối cùng hình thành thành Thiên Vũ như bây giờ. Trên đường đến thành Thiên Vũ, Ngô Bình phi độn trên không trung. Bay được một đoạn thì anh vào một vùng hoang dã. Anh bỗng dừng lại trên không, ánh mắt nhìn vào một nơi trên mặt đất. Trên một đống đất đá đổ nát, có một chàng thanh niên vừa tắt thở, mắt anh ta trợn trừng, vẻ mặt tràn ngập sự tuyệt vọng và không cam lòng. Ngô Bình đáp xuống bên cạnh thi thể để quan sát, phát hiện người chết trông rất anh tuấn mạnh mẽ, lưng dài vai rộng, người mặc một bộ cẩm bào. Anh ta trúng độc nên chết, tu vi cũng không tệ, đã đạt đến cảnh giới long môn rồi. Ngô Bình bỗng thấy hứng thú với người này. Anh chỉ ngón tay vào giữa trán anh ta, đọc hết chút ký ức còn sót lại. Mấy giây sau, anh biết được tình hình của người này. Thì ra người này tên là Tống Ngọc, là con vợ lẽ của nhà họ Tống, một trong 3 gia tộc lớn của thành Thiên Vũ, từ nhỏ đã nỗ lực tu hành, mong có ngày thành công. Lúc 10 mấy tuổi, anh ta đã quen biết với một cô gái xinh đẹp tên Mộc Tiểu Ái. Hai người rất hạnh phúc, nhưng ngay ngày cưới của mình, vợ của anh ta đã bị anh cả làm nhục. Sau khi bị làm nhục, Mộc Tiểu Ái đã tự sát. Tống Ngọc bi phẫn cùng cực, muốn đi trả thù cho vợ, kết quả bị vệ sĩ của bà cả đánh bị thương, đồng thời cho uống thuốc độc. Anh ta trốn khỏi Tống Phủ, đi tới đây thì không kiên trì được nữa, trước khi chết anh ta vẫn còn ôm hận. Hận nhà họ Tống, hận mẹ con bà cả, hận bố, hận ông trời. Nhưng bây giờ có hận đến thế nào cũng không còn ý nghĩa gì nữa, cuối cùng anh ta đã chết, ôm theo sự không cam lòng và uất hận tột cùng. Ngô Bình thở dài, tìm được một món đồ rất thông dụng ở đại thế giới kiếm đạo, kiếm bài. Ở đây, kiếm bài tương tự như chứng minh nhân dân, trên kiếm bài có ký hiệu thể hiện rõ đang ở cảnh giới nào. Ở đại thế giới kiếm đạo, người không có kiếm bài bất tiện đủ đường, có nó thì vạn sự hanh thông. Ví dụ như ở khách sạn lúc trước, vì không có kiếm bài nên Ngô Bình phải nộp tiền thuê gấp 10 lần. Lúc vào thành, anh cũng phải lẻn vào, đi bình thường thì không thể nào vào thành được. Ngô Bình nhặt kiếm bài của anh ta lên, gương mặt của anh dần thay đổi, chẳng mấy chốc đã biến thành gương mặt của đối phương. Anh chôn thi thể Tống Ngọc rồi nói, Tống Ngọc, tôi biết anh chết không nhắm mắt. Bây giờ tôi mượn thân phận của anh, để trả ơn, tôi sẽ tìm cơ hội báo thù cho anh. Nói rồi anh tiếp tục đi tới thành Thiên Vũ. Có hàng dài người đứng xếp hàng trước hội quán kiếm đạo của thành Thiên Vũ, bọn họ đều tới đây để thi. Bây giờ Ngô Bình hóa thân thành Tống Ngọc. Tống Ngọc vốn đã là đại kiếm sư, thế nên bây giờ có thể trực tiếp thi lấy thân phận kiếm tông. Ngô Bình xuất hiện không bao lâu thì có người phát hiện ra anh. Dù sao người có thân phận con vợ lẽ của nhà họ Tống cũng là người nổi tiếng ở thành Thiên Vũ,
rất nhanh đã có người đi thông báo cho bà cả của nhà họ Tống. Chẳng bao lâu sau, một gã trai dẫn theo mấy người hầu xuất hiện, người này tên là Tống Linh Kiếm, chính là con trai trưởng nhà họ Tống. Hắn nhìn thấy Tống Ngọc không sao, lại còn tham gia thi chứng nhận thì vừa kinh ngạc vừa tức giận, chỉ thẳng mặt anh quát Tống Ngọc, mày còn dám trở về à? Ngô Bình nhìn người này một cái, nhờ những lời bàn tán xung quanh mà anh đoán được người này chính là Tống Linh Kiếm. Anh thờ ơ nói, Tống Linh Kiếm, quỳ xuống chịu chết đi. Tống Linh Kiếm sững sờ, sau đó nổi giận, hỗn xược. Thứ khốn kiếp mày mà cũng dám chống đối tao à, bắt nó cho tao. Đám tay chân sau lưng hắn đều có cảnh giới cao hơn Tống Ngọc, nhận lệnh xong thì lập tức nhào lên. Ngô Bình phất tay, kiếm quang bay qua, mấy tên tay chân liền đầu lìa khỏi xác, máu tươi phun tung tóe. Đến chết bọn chúng cũng không hiểu vì sao mình chết. Tống Linh Kiếm sợ hãi, đứng ngây ra như phỗng. Ngô Bình nhìn hắn, búng tay một phát, ấn đường của hắn đã bị kiếm khí xuyên thủng, đứng bất động. Vài giây sau, thi thể của hắn mới chậm chậm đổ xuống. Tống Ngọc, cũng xem như là tôi đã trả thù cho anh rồi, anh thầm nói. Bà cả cũng nối gót đến. Ông ta nói, vợ, thằng ôn con này đã vào trong thi rồi, đợi nó ra ngoài rồi giết cũng không muộn. Ngô Bình vào hội quán, một người đàn ông hỏi thân phận, đồng thời kiểm tra kiếm bài của anh, sau đó cho người dẫn anh vào trong sân. Trong sân có một tấm bia đá, trên bia đá có khắc một bức tranh, vẽ một người tay cầm trường kiếm chỉ về phía trời đông, lờ mờ hiện ra một tia kiếm ý. Thì ra điều quan trọng nhất của kiếm tông là phải có kiếm ý mà mình thành thục. Ngô Bình đã luyện thành kiếm ý từ lâu, nên ải này không khó. Người đứng bên cạnh nhắc nhở, cậu chăm chú nhìn bức tranh trên tấm bia, nếu có thể khiến bức tranh cử động, đồng thời giữ được trong thời gian một nén nhang thì có thể nhận được danh hiệu kiếm tông. Diệp Quân gật đầu, ánh mắt anh chăm chú nhìn bức tranh trên bia đá. Chẳng bao lâu sau, bức tranh đã cử động, người đó xuất ra đủ loại kiếm chiêu, kiếm ý sắc bén phóng về phía anh. Anh cũng kích hoạt kiếm ý để đánh với người kia, bất chợt, hai người đã vào trong một thế giới tinh thần huyền bí. Anh cảm giác được môi trường xung quanh đã thay đổi, hai người đang đứng trên một sàn đất bằng cực lớn, xung quanh toàn mây mù, không nhìn thấy bờ bến. Hai người mỗi người một thanh trường kiếm. Nét mặt của đối phương mơ hồ, đâm một kiếm tới trước. Ngô Bình lập tức đánh trả, kiếm pháp của anh tinh diệu, hai chiêu đã đánh chết hình ảnh trên tấm bia đá. Rắc. Bia đã vỡ nát, người phụ trách đứng ngơ ra một lát rồi gọi, bia vỡ. Có thể vào kiếm cung học kiếm. Sau đó có người chạy ra ngoài, sau đó nữa nhiều người bắt đầu bận rộn hẳn lên. Ngô Bình thấy rất ngờ vực, bọn họ đang làm gì vậy? Chẳng bao lâu sau. Trước cửa hội quán đốt pháo hoa, có người khua chiêng gõ trống thông báo, Thành Thiên Vũ, công tử Tống Ngọc đánh nát bia, chuẩn bị tới kiếm cung. Người phụ trách kia bây giờ mới tới trước mặt Ngô Bình, cúi đầu hành lễ long trọng, chúc mừng cậu Tống đã đánh nát bia, người của kiếm cung sắp tới rồi. Ngô Bình không hiểu, nhưng anh không thể thể hiện ra ngoài được, anh chỉ gật nhẹ đầu, sau đó đi theo ra ngoài hội quán. Bên ngoài hội quán, bố Tống Ngọc và bà cả đều tỏ ra kinh hãi. Thế mà Tống Ngọc lại đánh vỡ bia. Sao có thể, tố chất của Tống Ngọc thế nào, bọn họ là người rõ nhất, Tống Ngọc tuyệt đối không thể làm được. Lúc thấy Tống Ngọc bước ra ngoài, bà cả quát lên, giết nó. Người của kiếm cung sắp tới rồi, bây giờ không giết thì không còn cơ hội giết nữa. Bốn cao thủ sau lưng bà ta đồng loạt ra tay, bốn đạo kiếm quang từ bốn hướng ập về phía Tống Ngọc. Ngô Bình đã đề phòng bọn họ từ trước. Thấy họ vừa ra tay là anh đã dậm chân một cái, vô số kiếm khí đâm lên từ mặt đất, chớp mắt đã chém nát tươm đám bà cả và bố của Tống Ngọc. Bố của Tống Ngọc còn chưa tới cảnh giới thiên tiên, nào đỡ nổi kiếm khí khủng khiếp cỡ này. Giết người xong, anh đứng tại chỗ đợi người của kiếm cung tới. Khoảng mười mấy phút sau, một đạo độn quang đáp xuống, một người đàn ông mặc trường bào tím xuất hiện, không nhìn ra tuổi tác, đội một chiếc mũ nhọn, hỏi ai là người đánh vỡ bia. Ngô Bình bước lên trước, là tôi. Người kia quan sát anh một hồi rồi nói, đi theo tôi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 82.